Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 291. Vào lúc này sắc mặt của toàn bộ đám người đó đều nhợt nhạt. Giang Bắc vậy mà thật sự bị đánh tàn phế rồi. Hơn nữa người đã đánh phế Giang Bắc, bây giờ đang ở trước mặt bọn họ. Anh có biết anh đã làm gì không? Anh tuyệt đối không thể rời khỏi Trường Sa. Điên rồi, sao anh ta dám, lẽ nào Tăng Cùng cũng không thể ngăn anh ta lại? Giang gia đang tìm anh ta, chỉ bằng chúng ta đưa bọn họ đến Giang gia. Làm sao đưa, ngay cả Tăng Cùng cũng không phải là đối thủ, ai có thể đối phó với bọn họ? Ý kiến của mọi người không thống nhất, thậm chí còn có người muốn trực tiếp rời đi. Sắc mặt Trần Thiếu Gia nham hiểm nhìn vào Chu Dương, trong mắt đầy hung dữ. Người này vậy mà dám thật sự đánh Giang Bắc thành tàn phế. Anh đã dám phế Giang Bắc, vậy thì nhất định không để ý phế thêm một Trần Thiếu Gia. Gọi điện thoại cho Giang Gia, thông báo bọn họ đến đây. Trần Thiếu Gia thấp giọng nói. Sau đó một tên phía sau hắn ta ánh mắt lóe lên, lặng lẽ rút lui. Chu Dương lạnh lùng nhìn mọi việc, dường như hoàn toàn không để ý. Lúc này, trong lòng Chu Dương rất bình tĩnh. Có Ngưu Xuyên ở đây, hầu như không ai có thể làm gì họ. Hơn nữa, lần này anh đến tỉnh Tương Tây, bản thân Giang Gia sẽ trở thành đối thủ của anh. Cho nên anh cũng không để ý mà ra tay với Giang Gia trước. Cứ như vậy, sau này khi đối đầu, nói không chừng Giang Gia sẽ bởi vì hận thù che mắt, đánh mất lý trí, làm ra những việc bốc đồng. Làm sao, muốn thông báo cho Giang Gia đến bắt tôi à? Chu Dương cười nhẹ, sắc mặt mọi người ngừng lại một lát, ánh mắt trốn tránh, nét mặt vô cùng khó coi. Đã thông báo rồi. Vậy thì dứt khoát đi làm đi, tôi cũng sẽ không làm gì các cậu, còn đối với Giang gia thì tôi lại muốn nhìn xem, bọn họ có thể làm gì tôi. Chu Dương trầm giọng nói, sau đó liền trực tiếp quay về ngồi xuống. Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Trần Hân và những người khác cũng tự mình kéo ghế đến ngồi bên cạnh Chu Dương. Chỉ có Ngưu Xuyên vẫn đứng bên cạnh anh. Mặc dù Chu Dương đã nói như vậy, nhưng để ngăn những người này làm ra việc bốc đồng, Ngưu Xuyên vẫn phải bảo vệ Chu Dương. Chuyện xảy ra trong phòng VIP cũng thu hút sự chú ý của những phòng VIP bên cạnh. Mọi người đều là người Trường Sa, hơn nữa có thể ở trong phòng VIP của khách sạn Song Hỷ Lai, vậy thì chứng tỏ thân phận địa vị của hai bên không chênh lệch lắm. Nên chẳng mấy chốc liền có người đến kiểm tra tình hình. Dẫu sao tiếng động đánh nhau trước đó không hề nhỏ, thế nhưng đợi sau khi mọi người thăm dò ra tin tức, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thiếu gia của Giang gia, Tử Thiếu gia Giang Bắc đến. Của Trường Sa. Vậy mà bị người đánh tàn phế rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người đều kinh hãi, tấp nập gọi điện thoại liên hệ người ngoài, muốn xác nhận tin tức này là thật hay giả. Nhưng bọn họ còn chưa đợi được trả lời, người của Giang gia đã đến. Ba chiếc xe Bentley bất ngờ xuất hiện trước khách sạn Song Hỷ Lai, một người đàn ông trung niên từ giữa xe bước ra ngoài với vẻ mặt nham hiểm. Không ít người quen biết với người đàn ông này đều ồn ào kêu lên. Là người của Giang gia, Giang Hàng Bình, là Giang Hàng Bình, ông ta là người thuộc nhánh phụ của Giang gia, nhưng vẫn luôn phụ trách nhiệm vụ bảo vệ Giang gia, không ngờ lần này ông ta sẽ xuất hiện ở đây. Ông ta xuất hiện ở đây chứng tỏ thiếu gia của Giang gia thực sự bị đánh tàn phế rồi. Vẻ mặt mọi người đều khác nhau, có kích động, phấn khích và còn có kinh hãi. Danh tiếng của Giang Bắc ở thành phố Trường Sa tất nhiên là không tốt. Nếu không phải bởi vì Giang gia ở phía sau chống lưng cho hắn thì rất nhiều người đã ra tay chỉnh đốn hắn rồi. Hơn nữa có không ít người bị Giang Bắc xúc phạm nặng nề. Bây giờ bọn họ nghe Giang Bắc bị người đánh phế, tất nhiên sẽ kích động. Giang Hàng Bình xuống xe liền trực tiếp đi vào phòng VIP của khách sạn Song Hỷ Lai. Sau khi Giang gia nhận được thông báo của Trần Thiếu Gia, ngay lập tức cử ông ta đến đây, ắt phải đem Chu Dương, người đánh phế Giang Bắc về Giang gia. Bên cạnh Giang Bắc còn có Tăng Cùng bảo vệ nhưng hắn vẫn bị đánh phế, cho nên lần này Giang Hàng Bình dẫn đến một cao thủ. Tăng Cùng ở trước mặt cao thủ này còn không chịu nổi một đòn. Chắc chắn muốn bắt được người thì sẽ cực kỳ đơn giản. Người đâu? Giang Hàng Bình bước thẳng vào phòng VIP, ánh mắt quét ngang, trong chốc lát liền dừng trên người Chu Dương. Vào lúc này, trong cả phòng VIP, chỉ có nhóm người Chu Dương vẫn đang ngồi, đám công tử bột kia đều nhao nhao đứng dậy, nhìn về Giang Hàng Bình, vẻ mặt hơi kích động. Bọn họ không ngờ rằng Giang gia lại bảo Giang Hành Bình đến. Xem ra, Giang Bắc thực sự bị đánh phế và Giang gia cũng thật sự nổi giận rồi. Chu Dương tất nhiên cũng nghe thấy, tiếng động lớn, anh không bị điếc, đương nhiên có thể biết được. Ông chính là người của Giang gia. Chu Dương quay người lại, vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt hơi ngước lên, lạnh nhạt nói, giống như người Giang gia ở trước mắt anh không là gì cả.
Láo xược, đã biết chúng tao đến còn không mau đưa tay chịu trói. Một người trong Giang Gia bước ra ngoài, xông lên quát mắng Chu Dương. Tôi ở đây, chỉ không biết các người sẽ đưa chúng tôi đi bằng cách nào. Chu Dương không quan tâm đến lời quát mắng của đối phương, chỉ cười nhẹ nói. Ánh mắt Giang Hàng Bình xoay chuyển, chẳng mấy chốc rơi xuống trên người Ngưu Xuyên. Tin tức nói rằng vào thời điểm đó, có một vệ sĩ đã đánh phế Tăng Củng, bây giờ xem ra chắc là người này. Là mày đánh Giang Bắc tàn phế. Giang Hàng Bình lạnh lùng nói. Mặc dù nói danh tiếng của Giang Bắc ở Trường Sa không tốt, nhưng dẫu sao cũng là người của Giang, sao có thể khoan nhượng cho người khác đã ra tay với Giang Bắc. Giang Bắc đã bị tàn phế, vậy thì Giang gia phải bày tỏ thái độ. Nếu không sau này tất cả mọi người hả đều có thể bắt nạt người của Giang gia. Tên phế vật đó, không phế bỏ đi thì để làm gì, lãng phí thức ăn. Ngưu Xuyên nhếch mép cười khẩy. Lưu Phong, đánh hắn. Giang Hàng Bình gật đầu, lập tức nói với người đàn ông trung niên đang ở bên cạnh mình. Lưu Phong nghe thấy vậy, từ từ bước ra, một khí thế vô hình lập tức tràn ngập cả phòng VIP. Đám người còn lại trong chốc lát liền choáng váng, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng. Bọn họ đều chỉ biết ăn chơi rượu chè, sao có thể chịu nổi khí thế như vậy, từng người một đều kinh hồn bạt vía. Mà nhóm người Chu Dương lại không cảm thấy gì. Lưu Phong, vậy mà là Lưu Phong, ông ta vẫn chưa chết sao? Thật không ngờ, Lưu Phong vậy mà được Giang gia thu nhận. Lúc này cũng nhiều người bên ngoài phòng VIP đang nhìn, trong nháy mắt thấy Lưu Phong, trong lòng nhiều người kinh ngạc, liền bắt đầu thảo luận. Vẻ mặt Chu Dương hơi động đậy, không ngờ rằng người đang đi về hướng họ lại nổi tiếng đến vậy, thậm chí từng chết một lần. Ngưu Xuyên, có chắc chắn không? Chu Dương nhẹ giọng hỏi. Yên tâm, Ngưu Xuyên cười lạnh lùng, bước thẳng ra ngoài, cũng không nói lời thừa thải, trực tiếp ra nắm đấm. Lưu Phong sắc mặt nghiêm nghị, nhanh chóng tránh né, dễ dàng đập hai tay vào trước ngực Ngưu Xuyên. Hai người chỉ vừa gặp nhau, thậm chí còn chưa đi đến gần đã trực tiếp đánh nhau khiến tất cả những người theo dõi phải liên tục hét lên. Mấy tên công tử bột nhìn hai người đánh nhau, trên mặt càng vô cùng kính động. Lúc này chỉ có sắc mặt của Trần Thiếu Gia khó coi, hắn ta tất nhiên biết sự tồn tại của Lưu Phong, cũng cho rằng Giang Gia đã dẫn Lưu Phong đến đây, vậy thì chắc chắn có thể đưa Chu Dương đi. Nhưng mà hắn ta không ngờ rằng vệ sĩ của Chu Dương lại có thể đánh ngang sức với Lưu Phong. Vẻ mặt của những người bên ngoài cũng tỏ ra kỳ lạ. Tồn tại một người có thể đánh ngang sức với Lưu Phong, đây chính là một chuyện hiếm lạ. Với một cú đấm tung ra, Lưu Phong và Ngưu Xuyên cùng lúc lùi bước. Nếu tụi mày chỉ có chút bản lĩnh này thì hôm nay chắc chắn phải đến Giang gia một chuyến rồi. Lưu Phong nhìn chằm chằm Ngưu Xuyên, lạnh giọng nói. Mặc dù hắn cảm thấy thực lực Ngưu Xuyên không tệ, nhưng nếu chỉ có thể, vậy thì hắn nhất định sẽ giành phần thắng. Nói khoác mà không biết ngượng, chơi đùa với mày một chút, còn tự cho rằng mình có bản lĩnh lắm sao? Chương 292. Ngưu Xuyên nhìn Lưu Phong, khóe miệng nhếch lên, cười khẩy. Cậu ấy vừa nãy chỉ là tùy tiện chơi đùa, muốn nhìn xem Lưu Phong này có bao nhiêu bản lĩnh. Mặc dù kết quả làm cậu ấy có hơi ngạc nhiên, nhưng không hề lo lắng rằng mình sẽ thua. Lưu Phong này có một chút thực lực, ít nhất là thực lực mạnh hơn những người cậu ấy gặp trước đây, khó trách có thể đi theo người của Giang gia đến đây chặn bọn họ. Nhưng nếu chỉ có thể như vậy thì người của Giang gia nhất định phải thất vọng rồi. Lời của Ngưu Xuyên lọt vào tai người khác lại khiến người ta bất ngờ. Nhiều người bên ngoài đến xem, có không ít người biết đến Lưu Phong, cũng biết thực lực của ông ta, nhưng bây giờ lại có người nói chỉ là đùa giỡn với Lưu Phong, còn nói Lưu Phong là nói khoác mà không biết ngượng. Đầu óc người này hỏng bét rồi hả? Đúng vậy, sợ rằng cậu ta còn chưa biết Lưu Phong là ai. Hừ, sợ rằng nói khoác mà không biết ngượng là người khác, theo như tôi thấy, tiếp theo nếu Lưu Phong nghiêm túc đối phó, chỉ cần ba chiêu là có thể giải quyết cái tên điên cuồng này. Nhóm người này thực sự lớn gan, vậy mà dám đánh phế Giang Bắc, lẽ nào anh ta không biết một khi Giang gia nổi giận thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào sao? Người ngoài cuộc thảo luận sôi nổi, nhưng không hề ảnh hưởng đến Ngưu Xuyên và Lưu Phong. Nghe thấy lời của Ngưu Xuyên, Lưu Phong nhướng mày, trong lòng cười khẩy. Đối phương nói rằng đó chỉ là chơi đùa, vậy thì ai biết rằng vừa nãy Lưu Phong chẳng qua chỉ là đang thăm dò. Đợi khi mày quỳ trước mặt tao thì sẽ biết tao rốt cuộc có nói khoác mà không biết ngượng hay không. Lưu Phong quát lên một tiếng, lại một lần nữa xông qua. Mà lần này ông ta nghiêm túc đối phó, gần như toàn bộ sức lực đều tập trung trong nắm đấm. Thậm chí, bây giờ để ông ta đấm một cú vào tường, sợ rằng sẽ để lại một hố sâu hút. Mọi người nhìn thấy Lưu Phong tung ra nắm đấm, vẻ mặt trở nên phấn chấn. Nhiều năm trước, có nhiều người từng thấy Lưu Phong giao đấu với người khác.
cũng từng chứng kiến sự dũng mãnh của Lưu Phong. Chính trong cuộc giao đấu đó, Lưu Phong ra tay quá nặng trực tiếp đánh chết người, chuyện này mới khơi dậy sự báo thù điên cuồng của gia tộc đối phương. Sau đó có tin đồn rằng Lưu Phong đã chết, lúc này gia tộc đó mới buông bỏ thù hận. Nhưng hôm nay Lưu Phong xuất hiện ở đây, mọi người liền biết rằng năm đó sợ rằng Lưu Phong đã giả chết. Nhưng ngay cả như vậy, những người năm đó nhìn thấy sự dũng mãnh của Lưu Phong, lúc này cũng vô cùng mong chờ. Bọn họ không biết cú đấm này của Lưu Phong sẽ giống như năm đó hay không, trực tiếp đánh chết người đối diện. Hừ, như thế này còn coi như có chút thực lực, nhưng mà vẫn không đủ. Ngưu Xuyên nhìn thấy nắm đấm của Lưu Phong, trong lòng đã sáng tỏ. Lưu Phong này có chút thực lực, sợ rằng người bình thường không phải là đối thủ, nhưng ở trước mặt cậu ấy vẫn không đủ để xem. Cũng không thấy Ngưu Xuyên có bất kỳ động thái lớn nào, trong khoảnh khắc nắm đấm của Lưu Phong lao đến, Ngưu Xuyên liền di chuyển. Vẻ mặt của Ngưu Xuyên không thay đổi, tung ra một nắm đấm, muốn đối đầu với cú đánh của Lưu Phong. Đột nhiên có một tiếng động truyền đến, mọi người đều nhìn vào hai người đàn ông đang ra tay đánh nhau. Người này vậy mà đáng ngang sức với Lưu Phong. Theo tôi thấy, cậu ta sợ rằng đang sắp chết, nhìn Lưu Phong mạnh mẽ chưa kìa. Một cú đấm có thể đánh chết người, thằng nhóc gầy yếu đối diện đó, có thể chịu được cú đấm của Lưu Phong sao? Chuyện này có nhiều điều để nói, lẽ nào anh không thấy bây giờ vẻ mặt của Lưu Phong đã có chút không phù hợp rồi à? Nghe thấy có người nói như vậy. Mọi người lúc này mới nhận ra rằng vẻ mặt của Lưu Phong thực sự có gì đó không đúng lắm. Ngay lập tức mọi người đều căng thẳng, một ý tưởng từ từ xuất hiện trong đầu mọi người. Lẽ nào Lưu Phong thua rồi? Lúc này, hai người Ngưu Xuyên và Lưu Phong nắm đấm đối đầu, hai người đối mặt nhau, đều rất lạnh lùng. Khóe miệng của Ngưu Xuyên hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng, nhìn ra vậy mà hơi rớm máu. Mày không ổn, Ngưu Xuyên lạnh giọng nói, trong lời nói đầy sự tự tin. Như thể người trước mặt đánh nhau với cậu ấy, thực sự không ổn. Câu nói vừa dứt, mọi người kinh ngạc giống như sấm sét giữa trời quang. Ngưu Xuyên lại nói rằng Lưu Phong không ổn bẹp. Đột nhiên có một tiếng động khẽ vang lên, mọi người nhìn theo tiếng động, ngay lập tức sắc mặt thay đổi lớn. Lưu Phong vậy mà lại phun ra máu. Vào chính lúc này, khóe miệng Lưu Phong chảy máu, lại không thể kiềm chế bản thân phun một ngụm máu ra ngoài. Sau đó sắc mặt của ông ta ngay lập tức mở dần cho đến khi trở nên tái nhợt. Ông ta vốn đang đối đầu với Ngưu Xuyên liền rũ tay xuống, dường như cũng không có sức lực để nâng nó lên. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều tái mét. Lưu Phong thua rồi, những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động, bọn họ từng nhìn thấy sự dũng mãnh của Lưu Phong, nhưng không ai ngờ Lưu Phong sẽ bị một người không quen biết đánh bại, hơn nữa dường như đã phải chịu không ít vết thương. Sắc mặt của người Giang gia hơi thay đổi, Giang Hàng Bình cau chặt mày, ánh mắt nhìn thì bình thản không chút gợn sóng. Nhưng trong lòng lại đã cuồn cuộn. Sau khi nhận được tin, Giang Hàng Bình vì để có thể thuận lợi đem cái thằng đánh phế Giang Bắc đưa về Giang gia mà đặc biệt dẫn Lưu Phong theo bên người. Nhưng không ngờ rằng ngay cả Lưu Phong cũng không phải là đối thủ của đối phương, không những không thể khuất phục đối thủ, ngược lại còn bị đối phương đánh bị thương. Điều này có nghĩa là lần này ông ta không thể lập tức mở dần cho đến khi trở nên tái nhợt. Ông ta vốn đang đối đầu với Ngưu Xuyên liền rũ tay xuống, dường như cũng không có sức lực để nâng nó lên. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều tái mét. Lưu Phong thua rồi, những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động, bọn họ từng nhìn thấy sự dũng mãnh của Lưu Phong, nhưng không ai ngờ Lưu Phong sẽ bị một người không quen biết đánh bại, hơn nữa dường như đã phải chịu không ít vết thương. Sắc mặt của người Giang gia hơi thay đổi, Giang Hàng Bình cau chặt mày, ánh mắt nhìn thì bình thản không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại đã cuồn cuộn. Sau khi nhận được tin, Giang Hàng Bình vì để có thể thuận lợi đem cái thằng đánh phế Giang Bắc đưa về Giang gia mà đặc biệt dẫn Lưu Phong theo bên người. Nhưng không ngờ rằng ngay cả Lưu Phong cũng không phải là đối thủ của đối phương, không những không thể khuất phục đối thủ, ngược lại còn bị đối phương đánh bị thương. Điều này có nghĩa là lần này ông ta không thể đem những người này đi. Đây không phải là tin tốt, quả nhiên tạo quá xem trọng mày rồi. Ngưu Xuyên lạnh lùng nói, thu nắm đấm lại trực tiếp quay về đứng bên cạnh Chu Dương. Cậu ấy đã từng nhìn thấy, lần này trong số những người từ Giang gia, chỉ có Lưu Phong mới gây ra đe dọa cho chủ Dương. Cho nên cậu ấy trực tiếp đứng ra, vùng lên đánh bại Lưu Phong. Cứ như vậy, người của Giang gia sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho Chu Dương nữa. Xem ra người của Giang gia tụi mày đều là phế vật, thằng trẻ là phế vật mà thằng già cũng là phế vật. Chu Dương chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh. Khi mọi người nghe thấy lời này, trong lòng lại xao động. Giang gia ở Trường Sa được xem là một tay che trời,
dường như thống trị gần như tất cả kinh doanh ở Trường Sa, giàu có kinh người. Điều quan trọng hơn, Giang Gia không chỉ lợi hại ở Trường Sa, mà ngay cả trong toàn tỉnh Tương Tây, Giang Gia cũng là một trong năm gia tộc lớn, thực lực cường đại. Người dân tỉnh Tương Tây rất kính nể Giang Gia, ngay cả một số người bên ngoài, cho dù có sự tồn tại của người giàu có từ nơi khác đến cũng không tùy tiện đi kết thù oán với Giang Gia. Nhưng bây giờ, có người ở trước mặt của rất nhiều người, thẳng thừng nói rằng người của Giang Gia đều là phế vật, không chỉ người trẻ là phế vật mà ngay cả người già cũng phế vật. Chuyện này có nghĩa là gì? Đây là muốn khiêu khích Giang Gia. Trong phút chốc, Giang Hàng Bình thật sự nổi giận. Mày có biết mày đang nói gì không? Giang Gia không phải để cho thằng oát con vô danh như mày có thể tùy tiện bôi nhọ. Ánh mắt của Giang Hàng Bình chứa đầy sự tức giận, nhìn thẳng vào Chu Dương, ép bức thẳng vào Chu Dương, muốn Chu Dương kinh sợ. Nhưng Chu Dương vẫn ngồi vị trí cũ, không bị lay chuyển, thậm chí không thèm nhìn Giang Hàng Bình một cái. Lẽ nào Giang Gia chỉ biết nói câu này sao? Trước đó Giang Bắc cũng từng nói như vậy, sau đó tôi đã đánh phế hắn. Chu Dương khế nhướn mày, dửng dưng nói. Bây giờ, ông cũng nói như vậy, là muốn nối gót theo hắn. Trong chốc lát này, tất cả mọi người đều yên lặng. Không chỉ đám đông theo dõi, còn có những tên công tử kia, tất cả đều hít thở chậm lại, không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Sắc mặt người của Giang Gia đã hơi thay đổi. Giang Hàng Bình hít thở dồn dập, ngực nhấp nhô không ổn định. Người này vậy mà dám đe dọa ông ta. Chương 293. Chu Dương nhìn người Giang Gia không nói gì, ánh mắt không chút lương thiện, dường như vô cùng giận dữ, không nhịn được nhẹ giọng cười. Trước đó khi Giang Bắc đối mặt với anh, dẫn đầu mở miệng chọc ghẹo Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và những người khác, thậm chí không coi Chu Dương ra gì. Cuối cùng, Chu Dương đã đánh phế Giang Bắc khiến hắn phải nhớ lâu. Sau đó, Giang Gia tìm đến đây, lúc đầu, khí thế đều rất hung dữ, vô cùng dũng mãnh, trực tiếp bảo Lưu Phong khuất phục bọn họ, sau đó đưa họ đem về Giang Gia. Những Lưu Phong bị Ngưu Xuyên đánh bại, vừa nãy Giang Hành Bình muốn đe dọa Chu Dương, lại bị Chu Dương đe dọa ngược lại. Cảnh này trong mắt mọi người khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Vậy mà có người đe dọa Giang Gia, điều quan trọng nhất là Giang Gia bị người khác đe dọa mà không dám làm sằng bậy. Chuyện này quả thực là lật đổ nhận thức của mọi người. Trong mắt bọn họ, Giang Gia không gì không thể làm ở Trường Sa, một tay che trời. Trước giờ không có người và tổ chức nào dám đối đầu với Giang Gia. Trước đó có người phát sinh mâu thuẫn xung đột với người trong Giang Gia, sau đó người của cung Giang Long đã bốc hơi. Cũng có một số công ty có xung đột lợi ích với công ty của Giang Gia, thì trong một đêm bị lật đổ. Trong nhận thức của mọi người, Giang Gia là một sự tồn tại không thể lay chuyển. Là một trong năm gia tộc ở tỉnh Tương Tây, chiếm giữ Trường Sa một cách vững chắc. Thế mà vừa nãy, bọn họ chính tai nghe thấy một chàng trai trẻ, trước mặt Giang Gia Giang Hành Bình. Thẳng thừng nói người của Giang Gia đều là phế vật. Bất kể là nhỏ hay lớn, đều là phế vật. Hơn nữa, còn dùng việc Giang Bắc bị đánh phế đến đe dọa Giang Hành Bình. Trong mắt mọi người, điều này không thể tưởng tượng nổi, thật không khôn ngoan khi thách thức quyền thế. Hừ, người này quá láo xược rồi, thật là không biết trời cao đất dày. Sợ là anh ta cho rằng vệ sĩ của mình có thể đánh bại Lưu Phong, bản thân liền có thể chống lại Giang Gia, nếu như thế, anh ta cũng quá xem thường Giang Gia rồi. Giang Gia đã đứng vững ở Trường Sa gần 100 năm, trước giờ chưa từng bị lay chuyển, bất kể là cường hào ác bá hay là người giàu có từ nơi khác đến, đều sẽ không tùy ý đụng chảo vào Giang Gia, bây giờ lại có người thách thức Giang Gia, chuyện này thật khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Chỉ là người này có thể sẽ biến mất sớm thôi, thật đáng tiếc cho những đẹp bên cạnh anh ta. Mọi người thảo luận sôi nổi, vẻ mặt đều khác nhau. Có người chế giễu, cho rằng Chu Dương quá kiêu ngạo, muốn một mình chống đối với Giang Gia to lớn. Có người cười khẩy, mắt lạnh lùng nhìn Chu Dương và Giang Gia, mọi thứ giữa họ không liên quan gì đến mọi người. Cũng có người tiếc nuối, Chu Dương có một vệ sĩ thực lực mạnh mẽ, có ba người đẹp đi cùng, hơn nữa xem ra Rocket Girl có mối quan hệ rất tốt với anh ta, một sự tồn tại như vậy chắc chắn không phải là một người vô danh, rất có thể là một người giàu có đến từ nơi khác. Nhưng thật đáng tiếc, anh ta đã đắc tội Giang Gia, thậm chí đánh tàn phế đại thiếu gia Giang Gia Giang Bắc, mối thù này không dễ để giải quyết. Mày đánh tàn phế Giang Bắc, lẽ nào định không chịu trách nhiệm sao? Giang Hành Bình hít một hơi thật sâu, ông ta biết bây giờ mình không thể bốc đồng. Lưu Phong có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất mà ông ta dẫn theo đã bị đánh bại, cho nên đã không thích hợp dùng vũ lực. Bây giờ ông ta chỉ dùng Giang Gia để đe dọa Chu Dương, để cho bọn họ biết mình đã đắc tội với sự tồn tại như thế nào. Hừ,
Cái tên Giang Bắc đó vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì, vô duyên vô cớ nói năng lỗ mãng, không tôn trọng người khác, lời nói bẩn thỉu, dạy dỗ hắn một trận coi như là một hình phạt đối với hắn, nhưng hẳn vậy mà muốn đánh phế chúng tôi, lẽ nào bảo chúng tôi đưa tay chịu trói sao? Thẩm Bích Quân nhướng mày, cười khẩy, cô sinh ra ở Thẩm gia Đông Hải, từ nhỏ sống tại Thẩm gia, kiến thức đương nhiên không giống một số người. Sau này lại rời khỏi Thẩm gia, lưu lạc bên ngoài, sáng lập công ty Danh Dương. Bây giờ công ty Danh Dương đã phát triển thành một công ty to lớn, thậm chí không thua kém gì tập đoàn Thẩm Thị. Bản thân Thẩm Bích Quân có một loại khí thế của người lãnh đạo. Hơn nữa, trước kia cô giúp Chu Dương chặn con dao chí mạng, có thể coi như từng chết đi sống lại, trong nét mặt ánh mắt và ngôn từ tự nhiên sẽ nhiều thêm một chút thờ ơ. Thẩm Bích Quân vừa mở miệng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Khí thế trên người cô ấy lộ ra tất nhiên khiến không ít người bất ngờ. Bọn họ luôn cho rằng Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân đều là những người đẹp ỷ lại vào Chu Dương, chỉ là bình hoa di động. Nhưng bây giờ xem ra hình như không phải như vậy. Có không ít người ánh mặt kích động, ngạc nhiên nhìn Thẩm Bích Quân, bọn họ không ngờ rằng có thể cảm nhận được loại khí thế này từ trên người Thẩm Bích Quân. Ánh mắt của Giang Hành Bình nhìn về Thẩm Bích Quân, trong lòng cũng không bình tĩnh. Ông ta cảm nhận được khí thế từ trên người Thẩm Bích Quân, thứ sức mạnh chỉ có trên người của thiếu gia thế hệ thứ hai của Giang gia. Mà thiếu gia thế hệ thứ hai của Giang gia, mỗi người trong số họ hiện đang nắm giữ một phần sản nghiệp của Giang gia, quản lý một công ty lớn. Lẽ nào người phụ nữ này cũng là người quản lý của một công ty lớn? Giang Bắc là đại thiếu gia Giang gia tao, cậu ấy đại diện cho Giang gia, tụi mày tự mình đánh phế Giang thiếu gia, chính là đang khiêu khích Giang gia tao. Nếu tụi mày không chủ động đến Giang gia chịu tội thì sợ rằng tụi mày không thể rời khỏi Trường Sa. Giang Hành Bình nghiến răng, lạnh lùng nói. Thành thật mà nói, bây giờ ông ta đã cảm thấy có rất nhiều áp lực. Nhóm người đối phương nhìn trông trẻ tuổi, người dẫn đầu trẻ tuổi bình tĩnh, gặp chuyện bất ngờ vẫn không bối rối. Anh còn có một vệ sĩ, ngay cả Lưu Phong cũng không phải là đối thủ. Còn với những người đẹp xung quanh anh ta, ngoài ba người đẹp xa lạ, ngay cả Rocket Girl cũng có mối quan hệ tốt. T chỉ cần là người bình thường, đều sẽ biết thân phận của nhóm người họ hoàn toàn không đơn giản. Giang Hành Bình là một người bình thường, cho nên ông ta tự nhiên cũng biết. Nhưng bây giờ ông ta thay mặt Giang gia đến để đưa hung thủ đánh phế Giang Bắc về Giang gia, cho nên bất kể đối phương là ai, ông ta bắt buộc phải tỏ rõ thái độ của Giang gia. Nếu không người khác còn cho rằng Giang gia ông ta sợ hãi, sau này ai cũng có thể ra tay với người Giang gia. Vừa đúng lúc, thời gian này tôi phải thăm bạn bè ở Trường Sa. Vẫn còn 10 ngày, tôi muốn nhìn xem Giang gia các người làm sao khiến tôi không thể rời khỏi Trường Sa. Chu Dương cười nhẹ, không thèm để ý đến lời đe dọa của đối phương. Không thể rời khỏi Trường Sa. Có Ngưu Xuyên ở đây, bọn họ không thể có ai đụng đến anh được. Còn về với quyền lực của chính phủ, Chu Dương tin rằng bên kia sẽ không quá ngu ngốc. Chưa kể, ngày nay không phải ai muốn dùng quyền lực chính phủ thì có thể dùng được. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều choảng váng. Chu Dương không những không vội vã tìm cách rời khỏi Trường Sa, trái lại phải ở lại Trường Sa trong 10 ngày, mà còn nói rằng muốn nhìn xem Giang gia làm sao ngăn họ rời khỏi Trường Sa. Mọi người đều kinh ngạc vì đây không còn là sự kiêu ngạo, mà là sự khinh bỉ đối với Giang gia, thậm chí là thách thức quyền lực của Giang gia. Ánh mắt của Giang Hành Bình lạnh lùng, ông ta không ngờ rằng đối phương vậy mà không sợ hãi. Lẽ nào anh không sợ Giang gia sẽ nghiêm túc đối phó anh sao? Tốt, rất tốt, mày rất dũng cảm. Lại dám nói như vậy, tao không quan tâm mày là ai, trong vòng 3 ngày, nếu trong 3 ngày mày không chủ động đến Giang gia chịu tội, vậy thì mày chuẩn bị đón nhận sự nổi giận thực sự của Giang gia đi. Giang Hành Bình cười khẩy, trong lòng đã có dự định. Đối phương đánh bại Lưu Phong, đồng nghĩa với việc lần này bọn họ không thể dẫn đối thủ đi. Vậy thì chỉ đợi lần sau, Giang gia cử lực lượng tuyệt đối ra, hoặc sử dụng lực lượng ở các phương diện khác. Giang Hành Bình nói như vậy. Không nghi ngờ chính là cho mình một bậc thang bước xuống, đồng thời cũng để cho bên kia cơ hội cuối cùng. Thật lắm lời thừa thãi, không muốn tiếp tục đánh nhau thì cút đi. Chương 294. Giang Hành Bình rời đi, dẫn theo nhóm người Giang gia và Lưu Phong bị thương, cùng nhau rời khỏi khách sạn Song Hy Lai. Chu Dương vẫn yên ổn ngồi trên ghế. Bên ngoài phòng VIP có rất nhiều người vây xem, lúc này mọi người đều sững sờ nhìn Chu Dương đang ngồi trong phòng, cảm xúc trong lòng rất lâu không thể bình tĩnh lại. Những người có thể đến Song Hỷ Lai tiêu tiền, đặc biệt là tiêu tiền trong phòng VIP, tất cả đều là người quyền quý. Những người lớn tuổi nhìn Chu Dương, chỉ cảm thấy trong lòng kích động. Thế lực của Giang gia che phủ ở Trường Sa và cả tỉnh Tương Tây,
khiến tất cả người và công ty dân ở Trường Sa đều cảm thấy vô cùng kiềm nén. Nhiều năm gần đây, bọn họ gần như sống trong cái bóng của Giang Gia, trước giờ không dám ngỗ ngược. Nhưng lần này vậy mà có người ở trước mặt quần chúng đánh bại người của Giang Gia dẫn đến, bác bỏ Giang Hành Bình, mắng mỏ Giang Gia đều là phế vật, thậm chí dám nói muốn nhìn xem Giang Gia làm thế nào khiến anh ấy không thể rời khỏi Trường Sa. Kiểu tồn tại như này, trước đây từng có xuất hiện, nhưng kết quả cuối cùng luôn khiến người ta ảm đạm. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi khi người như vậy xuất hiện đều khiến nhiều người nhìn thấy một tia hy vọng phá vỡ địa vị thống trị của Giang Gia. Những người trẻ tuổi đó, hầu hết đều là đám công tử bột, lúc này bọn họ nhìn Chu Dương, chỉ cảm thấy kinh hoàng trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, người trong gia tộc luôn cảnh cáo bọn họ không được kiếm chuyện với Giang Gia, bọn họ không có năng lực kiếm chuyện đó. Cho nên đến khi bọn họ trưởng thành đều không dám hỗn láo với Giang Gia, thậm chí ở bên ngoài nhìn thấy lớp người trẻ của Giang Gia còn phải khom lưng uốn gối. Bây giờ, bọn họ nhìn thấy Chu Dương, chỉ cảm thấy hăm hở. Cuối cùng có người đứng ra kiếm chuyện và thách thức Giang Gia rồi sao? Lúc này, những tên đó đứng phía sau Chu Dương đều ngẩn người. Bọn họ cho rằng người Giang Gia đến là có thể dẫn Chu Dương về Giang Gia trừng phạt. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ Giang Gia không những không đưa Chu Dương về Giang Gia, mà ngược lại chỉ để lại một câu đe dọa rồi trực tiếp rời khỏi. Lẽ nào ngay cả Giang Gia cũng không thể chỉnh đốn Chu Dương sao? Trần Thiếu Gia trong đám đông nhìn Chu Dương bình tĩnh, đôi mắt u ám, trong lòng dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên thực tế, mặc dù hắn có mối quan hệ anh em họ với Giang Bắc, nhưng Giang Bắc chưa bao giờ tôn trọng người anh họ này, thậm chí còn xem người anh họ này là thằng gọi đến để sai vặt. Trần Thiếu Gia sớm đã không hài lòng với Giang Bắc, nhưng Trần Gia lại phải dựa dẫm vào Giang Gia. Nếu hắn không lấy lòng Giang Bắc, đắc tội với Giang Bắc thì chỉ cần Giang Bắc tùy ý nhắc một câu tại Giang Gia, liền có thể khiến cho Trần Gia chịu đủ. Cho dù, trên thực tế Trần Gia và Giang Gia là mối quan hệ liên hôn. Chỉ là thực lực của Giang Gia quá mạnh, lòng ham muốn tất nhiên cũng vô cùng lớn. Gần hơn một nửa lợi nhuận của Trần Gia làm ra mỗi năm đều rơi vào tay Giang Gia. Không chỉ Trần Thiếu Gia không hài lòng về chuyện này, mà ngay cả cha hắn cũng không hài lòng lắm. Nhưng bất lực, dựa dẫm vào Giang Gia thì cần phải trả ra một cái giá. Nếu có thể thì Trần Gia đã sớm muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của Giang Gia. Trong lòng Trần Thiếu Gia kích động, nhìn Chu Dương, cảm thấy đây dường như chính là một cơ hội. Mà với tình hình hiện tại của Chu Dương, so sánh với thế lực của Giang Gia, anh hình như rất khó để rời khỏi Trường Sa. Nếu Trần Gia có thể bí mật giúp đỡ, biết đâu có thể lợi dụng Chu Dương để phá vỡ quyền lực của Giang Gia. Nghĩ về điều này, khóe miệng Trần Thiếu Gia khế cười, mọi thứ không vui trước đây dường như đều đã biến mất. So với lợi ích của Trần Gia, ân oán giữa hắn và Chu Dương không có gì đáng nói. Chu Thiếu Gia bản lĩnh lợi hại, chỉ một lời nói liền khiến Giang Gia tự thấy khó mà rút lui. Trần Thiếu Gia cười lớn, từ từ bước ra khỏi đám đông, nhìn vào Chu Dương, trên mặt không hề còn kiêu ngạo như trước mà ngược lại trông rất chân thành. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều choáng váng. Bọn họ biết trước đây giữa Trần Thiếu Gia và Chu Dương có xung đột. Chu Dương xuất hiện ở đây đều bởi vì ý của Trần Thiếu Gia. Sao bây giờ xem ra Trần Thiếu Gia có vẻ rất ôn hòa với Chu Dương? Lẽ nào chỉ vì Chu Dương không sợ Giang Gia, dám bác bỏ Giang Gia sao? Nhưng mọi người ở Trường Sa đều biết mối quan hệ giữa Trần Gia và Giang Gia. Vào lúc này, không phải Trần Thiếu Gia nên nhắm vào Chu Dương, thậm chí giúp Giang Gia bao vây Chu Dương sao? Rất nhiều người trong lòng không hiểu, cảm thấy thái độ của Trần Thiếu Gia có phần kỳ quái. Nhưng cũng có một số người ánh mắt khẽ lóe lên, trong lòng sáng tỏ như gương. Trong thế giới này, lợi ích đều được đặt lên trên hết. Giữa Trần Gia và Giang Gia quả thực có mối quan hệ hợp tác, hơn nữa còn là mối quan hệ liên hôn. Nhưng cái giá mà Trần Gia hàng năm phải trả tuyệt đối khiến người bình thường không ngờ đến, hơn nữa còn khiến người Trần Gia đau lòng. Khi cái giá này đến mức độ nhất định nào đó, Trần Gia chắc chắn sẽ chống trả. Không ít người khẽ cười, trong lòng đã có tính toán, xem ra Trần Gia muốn chống trả. Điều này có nghĩa là Trường Sa tiếp theo đó sẽ có kịch hay để xem rồi. Chu Dương nhìn Trần Thiếu Gia đang đi về phía anh, khẽ mỉm cười, cảm xúc không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảnh giác. Anh biết một vài chuyện về mối quan hệ giữa Trần Gia và Giang Gia, vừa nãy Trần Thiếu Gia vì làm nổi bật thân phận của mình để ép buộc Chu Dương mà bảo tên đàn em tiết lộ ra. Trần Thiếu Gia là anh họ của Giang Bắc, có nghĩa là giữa Trần Gia và Giang Gia là anh em cọc trèo. Chu Dương vừa kết thúc cuộc đối đầu với Giang Gia, những người của Giang Gia cũng vừa rời đi. Lúc này Trần Thiếu Gia có thái độ như vậy, thật khiến người khác phải suy nghĩ.
Ha ha, Trần thiếu gia đùa rồi, tôi không phải là Chu thiếu gia gì hết, tôi chỉ là một người bình thường, bất cứ ai cũng có thể đe dọa tôi, không dám nhận lời khoa trương của Trần thiếu gia. Chu Dương xua tay, cười nhẹ, giống như anh thực sự chỉ là một người bình thường, bất cứ ai có chút thân phận đều có thể đe dọa anh. Lời nói vừa dứt mọi người liền khinh bỉ, nếu ai muốn tin điều này thì rõ ràng là đầu óc có van đờ. Nếu Chu Dương không có thân phận, bất kỳ ai đều có thể đe dọa anh. Vậy thì mới nãy người của Giang gia sẽ không rời đi như thế. Ha ha, Chu thiếu gia, trước đây là tôi đã sai, tôi xin lỗi anh vẫn còn bất mãn thì có thể nói ra, nếu có thể làm được tôi nhất định sẽ làm, chỉ là tôi muốn nói chuyện riêng với Chu thiếu gia. Trần thiếu gia nhỏ giọng cười, nhìn chằm chằm vào Chu Dương, muốn nhìn rõ bất kỳ một tia cảm xúc nào trên mặt của anh. Sau khi nghe thấy lời của Trần thiếu gia, trong lòng Chu Dương cũng tò mò, xem ra Trần thiếu gia hắn có việc thỉnh cầu mình. Thật sự chuyện gì cũng có thể làm được, Chu Dương lạnh nhạt cười. Đối phương đã thỉnh cầu mình, vậy thì đương nhiên anh cũng không thể tùy tiện nhận lời. Bất kể như thế nào thì trước đây Trần thiếu gia đã để lộ sự thèm muốn của mình với Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và những người khác. Cho dù bây giờ hắn có ý định hòa giải, nhưng một khi loại thèm muốn này xuất hiện, bất kể hắn làm như nào, Chu Dương cũng không thể coi như không gì xảy ra được. Đó là đương nhiên Trần thiếu gia nói một cách chắc chắn, ánh mắt lóe lên nhìn Chu Dương, tràn đầy tự tin. Hắn cho rằng Chu Dương chắc chắn không phải là một người bình thường, nếu không thì không thể có can đảm đối mặt với hắn ta như vậy, đồng thời đánh Giang Bắc tàn phế, còn dám đe dọa Giang gia. Dù cho thực lực của gia tộc đối phương không thua kém Giang gia thì cũng không thể làm như vậy ở Trường Sa. Vậy thì chỉ có một khả năng, lý lịch của Chu Dương còn lớn hơn cả Giang gia. Nhưng ngay cả như vậy, nhóm người Chu Dương cũng chỉ có một vài người ít ỏi, hơn nữa còn đang ở Trường Sa. Cho dù gia tộc của Chu Dương mạnh hơn Giang 8 phần 9 10 giờ 4 gia, nhưng cũng không bằng Giang gia ở Trường Sa. Cho nên Giang gia lên tiếng khiến Chu Dương không thể rời khỏi Trường Sa thì nhất định sẽ làm được. Chu Dương muốn rời khỏi thì chỉ có thể hợp tác với Trần gia. Chương 295. Trần thiếu gia cười mỉm nhìn Chu Dương, tràn đầy tự tin. Theo như hắn thấy, Chu Dương muốn rời khỏi thì tất nhiên phải nhờ cậy một số thế lực. Mà hiện tại hình như chỉ có Trần gia là có thể sẵn lòng hợp tác với anh. Trần thiếu gia không lo lắng Chu Dương từ chối, mà chỉ đợi Chu Dương đưa ra điều kiện. Những người khác chỉ có thể thấy Trần thiếu gia và Chu Dương đang thì thầm, nhưng lại không thể nghe thấy cụ thể đang nói gì. Nhưng từ trên khuôn mặt đầy nụ cười của Trần thiếu gia, mọi người suy đoán rằng bọn họ có thể đã đạt được một số thỏa thuận. Xem ra Trần thiếu gia thật lòng muốn hòa giải. Chu Dương cười nói, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên. Anh không biết Trần thiếu gia có dự tính gì, nhưng lại biết rằng đằng sau chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản. Thậm chí, Trần gia rất có thể muốn lợi dụng anh. Đã là như vậy, vậy thì Trần thiếu gia quỳ xuống xin lỗi chúng tôi đi. Chu Dương nhếch môi lên, lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Trần thiếu gia. Trong phút chốc, mặt của Trần thiếu gia đỏ lên, trong đôi mắt đầy giận dữ. Tên họ Chu kia, mày thật láo xược. Đột nhiên Trần thiếu gia hét lên một tiếng, liên tục lùi bước. Trừng mắt nhìn Chu Dương, la mắng. Khoảnh khắc này, cũng làm những người khác giật mình. Bọn họ vừa nãy còn thấy Trần thiếu gia và Chu Dương nói chuyện tốt đẹp, thậm chí trên mặt cả hai đều mỉm cười. Nhưng đột nhiên, Trần thiếu gia giậm tím mặt, mũi dùi chỉ thẳng vào Chu Dương. Mọi người liền ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Trần thiếu gia thực sự rất tức giận. Hắn muốn hòa giải với Chu Dương, đồng thời cùng hợp tác. Trần gia giúp Chu Dương rời khỏi Trường Sa. Chu Dương sử dụng năng lượng của gia tộc mình để giúp Trần gia thoát khỏi sự kiểm soát của Giang gia. Đây vốn là một chuyện có ích cho hai bên, nhưng Chu Dương lại không biết tốt xấu. Vậy mà bắt Trần thiếu gia hắn trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống nhận lỗi với bọn họ. Trong lòng Trần thiếu gia tức giận, chỉ vào Chu Dương, cả người không nhịn được run nhẹ. Đây là sỉ nhục, đây là Chu Dương đang sỉ nhục Trần thiếu gia hắn. Thậm chí Chu Dương hoàn toàn không xem Trần thiếu gia hắn là cái thá gì. Láo xược sao, vừa nãy Trần thiếu gia không phải còn nói bất kể tôi đưa ra yêu cầu nào, cậu đều có thể làm được à? Sao vậy, bây giờ một yêu cầu nhỏ như vậy còn khiến cậu tức giận như thế, xem ra cậu không hề có ý chân thành. Chu Dương lạnh nhạt cười, chỉ khẽ nhìn Trần thiếu gia một cái, cũng không nổi giận. Anh biết rằng mình nói như vậy, đổi lại là bất kỳ ai khác sợ rằng cũng sẽ tức giận. Dù sao thì quỳ xuống nhận lỗi với người khác chính là một việc làm có chút nhục nhã. Nhưng lúc này Trần thiếu gia đã đưa ra ý tốt, mục đích trong đó là gì, chính là điều mà Chu Dương cần phải suy nghĩ. Cho nên anh cũng phải thăm dò,
dò xét điểm mấu chốt của Trần Thiếu Gia, còn có quyết tâm của hắn. Bây giờ xem ra Trần Thiếu Gia dù ít hay nhiều vẫn còn đứng trên cao nhìn họ, có loại cảm giác ăn trên ngồi trước. Ngược lại, Chu Dương bọn họ giống như đang thỉnh cầu người ta. Loại quan hệ không bình đẳng này, nếu hợp tác với nhau thì đưa ra và nhận lại của hai bên cũng sẽ vô cùng không công bằng. Tên họ Chu kia, tao muốn hòa giải với mày, là muốn cùng mày hợp tác, nhưng mà mày sỉ nhục tao như vậy, lẽ nào đây là cách thức hợp tác của mày sao? Trần Thiếu Gia trầm giọng nói, ánh mắt bất thiện, lẽ nào trước đây Trần Thiếu Gia không phải cũng xem thường chúng tôi vậy sao? Thậm chí còn muốn chúng tôi đưa người đến dâng lên cho cậu. Chu Dương cười nhếch mép, lúc này Trần Thiếu Gia chủ động tìm cách hòa giải, thì nhất định có nhu cầu mà đối phương cần. Ngoài việc Chu Dương bị Giang Gia đe dọa, không thể rời khỏi Trường Sa Gia, thì không có bất kỳ nhu cầu nào. Vào lúc này Trần Thiếu Gia tìm cách hòa giải muốn hợp tác, vậy thì nhất định có nhu cầu quan trọng hơn. Nếu ngay cả chút thành ý này mà Trần Thiếu Gia cũng không có, thì Chu Dương thực sự phải nghi ngờ rằng Trần Gia có thể muốn mình trở thành tấm bia đỡ đạn hoặc là bàn đạp cho bọn họ. Mà hiểu biết của anh về Trần Gia là vô cùng hạn chế. Trong trường hợp này, anh bị người khác tính toán mà có khả năng bản thân còn không biết. Đây là lỗi của tôi xin lỗi anh, nhưng mà tuyệt đối không thể quỳ xuống. Người Trần Gia trước giờ chưa từng có tiền lệ quỳ gối với người khác. Trần Thiếu Gia lạnh giọng nói. Rồi trực tiếp lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Chu Dương. Đây là danh thiếp của tôi, Giang Gia cho anh thời gian 3 ngày, tôi cho anh 2 ngày, nếu anh nghĩ kỹ rồi thì có thể tìm tôi, hôm nay tôi sẽ không tiếp nữa. Trần Thiếu Gia nói, liền trực tiếp bỏ đi. Những tên công tử bột kia đứng xung quanh anh cũng nhìn trái ngó phải rồi tự mình rời khỏi đó. Cảnh tượng này khiến mọi người ở bên ngoài theo dõi đều hết sức ngạc nhiên. Sao đang tốt lành lại đi hết rồi? Chỉ là Trần Thiếu Gia cũng rời đi. Bây giờ chỉ còn nhóm người Chu Dương ở trong phòng VIP, mọi người nhìn thấy cũng không còn hứng thú liền tự mình bỏ đi. Lúc này, phòng VIP cũng vô cùng yên tĩnh. Anh Dương, Trần Thiếu Gia đó nhất định không có ý tốt, cho dù không có bọn họ, chỉ cần có em ở đây, cũng chắc chắn có thể rời khỏi Trường Sa. Ngưu Xuyên vỗ ngực tự tin nói. Chu Dương gật đầu, lại nhìn những người khác một cái. Nhóm người của anh, ngoài trừ anh và Ngưu Xuyên là đàn ông ra, những người còn lại đều là phụ nữ. Hơn nữa, Rocket Girl còn có nhiệm vụ ở Trường Sa, không thể tự mình tách khỏi cùng anh rời khỏi Trường Sa. Trong lòng Chu Dương có một chút do dự, anh không biết phong cách hành động cụ thể của Giang Gia, ngộ nhớ anh rời khỏi Trường Sa, Giang Gia sẽ chút giận lên Rocket Girl hay không? Nếu là như thế, đây tuyệt đối không phải là điều Chu Dương hy vọng nhìn thấy. Anh Dương, bọn em đều nghe theo anh Tô Hiểu Manh bày tỏ thái độ đầu tiên, bây giờ cả thân thể và tinh thần của cô ấy gần như đều tập trung vào người Chu Dương. Trong khoảnh khắc trong buổi biểu diễn nhìn thấy Chu Dương, trong lòng của Tô Hiểu Manh chỉ có Chu Dương. Cho nên bất kể đưa ra bất kỳ quyết định nào, cô ấy cũng ủng hộ không chùn bước. Dù sao, các cô là Rocket Girl, cho dù Giang Gia muốn đối phó với các cô thì cũng phải suy nghĩ về việc bị ảnh hưởng. Suy cho cùng, người hâm mộ của Rocket Girl không chỉ ở Trường Sa, mà còn ở cả nước. Dù thế lực của Giang Gia có lớn đến đâu, cũng không thể cưỡng chế sự chú ý của cả nước. Hai người Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung nhìn nhau, bất lực thở dài, cũng sôi nổi bày tỏ thái độ, để cho Chu Dương tự đưa ra quyết định, các cô thì sao cũng được. Nói thì là như vậy, nhưng Chu Dương thực sự không thể không suy nghĩ cho Rocket Girl. Như vậy đi, chúng ta quay về trước, dù sao không phải còn vài ngày nữa sao, tôi suy nghĩ kỹ đã. Chu Dương cười, đứng dậy rời khỏi. Nhóm người họ rời khỏi khách sạn xong nghỉ lai, Chu Dương tiễn Rocket Girl về trước. Sau đó dẫn những người khác trở về khách sạn. Trong thời gian này, anh cũng biết rằng Rocket Girl còn có 3 buổi biểu diễn ở tỉnh Thương Tây, trong đó có một buổi công diễn tại Trường Sa. Nếu như vậy, các cô tạm thời sẽ không có nguy hiểm, Chu Dương kêu các cô cố gắng biểu diễn, đợi đến khi các cô diễn xong, thì lại mời các cô đi ăn. Anh Dương, luôn có người theo dõi chúng ta. Khi đến gần khách sạn, Ngưu Xuyên nhỏ giọng nói, giọng điệu lạnh lùng, dễ nhận thấy có lòng tàn nhẫn với người theo dõi mình. Chỉ cần Chu Dương nói một lời, cậu ấy sẽ ngay lập tức đưa những người theo dõi qua đây. Không cần phải hoảng sợ, đây chắc chắn là người của Giang Gia. Bọn họ đã lên tiếng cho chúng ta 3 ngày thì nhất định sẽ không để chúng ta hành động tùy tiện. Bọn họ nhất định sẽ luôn theo dõi chúng ta, nắm chắc hành trình của chúng ta. Chu Dương cười nói, không quan tâm đến việc mình bị theo dõi. Dù sao Giang Gia đã lên tiếng kêu bọn họ trong vòng 3 ngày đến Giang Gia chịu tội, vậy thì trong 3 ngày này, Giang Gia sẽ không có hành động cụ thể. Xuyên tử, cậu vất vả một chuyến,
đi thu thập thông tin cụ thể của Giang gia và Trần gia, tôi cần dùng. Chương 296. Tại khách sạn Song Long, khách sạn mà nhóm người Chu Dương vừa check-in nằm ở phía tây thành phố Trường Sa, cách sân vận động nơi nhóm Rocket Girl tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc nửa giờ lái xe. Lúc này, Chu Dương đang ở trong phòng, anh đang chăm chú xem một vài tài liệu. Chỗ tài liệu này đều do Ngưu Xuyên trong một ngày thu thập được, là những tin tức liên quan đến Giang gia và Trần gia. Chu Dương xem xét rất cẩn thận, đồng thời trong đầu cũng tự lên một kế hoạch đại khái. So với thế lực của một vài đại gia tộc ở Đông Hải thì thế lực của Giang gia và Trần gia lớn hơn một chút. Đương nhiên đây là đang đánh giá ở Trường Sa, nếu như đặt Giang gia và Trần gia ở Đông Hải thì Giang gia đại khái cùng đẳng cấp với Tô gia, còn Trần gia thì cũng tương đối như Thẩm gia. Giang gia bắt nguồn ở Trường Sa cho nên thế lực rất lớn mạnh. Sản nghiệp của Giang gia gần như chiếm 70% toàn thành phố Trường Sa, thậm chí chiếm gần 30% sản lượng công nghiệp của toàn tỉnh Tương Tây. Đây quả thật là một con số vô cùng khủng bố. Điều này cũng nói lên toàn bộ sản nghiệp của Trường Sa dường như đều có sự ảnh hưởng của Giang gia. Nói cách khác, nhà họ Giang mà có biến thì cả thành phố Trường Sa phải rung chuyển 3 lần. Chu Dương cũng biết, người đứng đầu Giang gia tộc hiện nay là Giang Phàm Lưu, ông ta có 3 người con trai lần lượt là Giang Hành Phương, Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng. Giang Bắc bị Chu Dương phế bỏ chính là con trai độc nhất của Giang Hành Phương. Đồng thời, Chu Dương cũng biết Giang Hành Phương muốn cạnh tranh vị trí gia chủ gia tộc, cho nên con trai nối dõi mà bị tàn phế là điều tuyệt đối không thể. Điều này cũng có nghĩa là Giang Hành Phương đã mất đi tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ vì đứa con bị phế Giang Bắc này. Chu Dương gật đầu, điều này cũng khó trách vì sao Giang gia lại giận dữ đến như vậy, đằng sau e là còn có thêm cả sự tác động không nhỏ của Giang Hành Phương. Điều khiển Chu Dương cảm thấy bất ngờ lại là bản thân Trần gia là gia tộc bị lệ thuộc vào Giang gia, có mối quan hệ liên hôn với Giang gia, nhưng Trần gia vẫn luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của Giang gia. Chu Dương đặt chỗ tài liệu lên bàn, nhắm mắt suy nghĩ, trong đầu anh bây giờ đang có rất nhiều luồng suy nghĩ. Anh liên kết những cái tên có trong tài liệu với nhau đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Giang gia vì Giang Bắc bị tàn phế mà bỗng nhiên bị chia thành 3 thế lực. Hai người vẫn đang tranh đấu vị trí gia chủ là Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng, cuối cùng là người đã mất đi tư cách tranh đấu Giang Hành Phương. Còn Trần gia trước nay vẫn bị phụ thuộc vào Giang gia cũng một lòng muốn thoát khỏi sự khống chế của Giang gia. Như vậy đối với hai thế lực đang tranh đấu tại Giang gia, Trần gia đang có giá trị hết sức quan trọng. Có thể nói, đối với Giang Hành Quảng và Giang Hành Nguyên, ai có được sự ủng hộ của Trần gia thì người đó sẽ có cơ hội trở thành người thừa kế lớn hơn. Còn người đã mất đi tư cách cạnh tranh Giang Hành Phương sẽ chịu ngồi yên nhìn hai người anh em của mình được toại nguyện sao? Khóe miệng Chu Dương khẽ cười, đứng trên góc độ bản chất con người mà nói, Giang Hành Phương chắc chắn sẽ không cam tâm. Vậy thì ông ta chắc chắn sẽ tìm cách cản trở. Còn đây chính là một cơ hội. Chu Dương gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, anh đang suy nghĩ những thứ được và mất trong chuyện này. Nếu như Chu Dương hợp tác với Trần gia thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến Giang gia? Tối hôm đó, Chu Dương gọi một cuộc điện thoại bảo đối phương đến phòng của mình để cùng bàn bạc vài chuyện. Không lâu sau một người đàn ông trung niên đã đến phòng của Chu Dương. Người đàn ông trung niên này bên ngoài trông rất uy nghiêm, mặt vuông chữ điền, để tóc đầu đinh, trông tràn trề năng lượng. Lúc đó, Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đều đang ở trong phòng của Chu Dương, còn Trần Hân đã chạy đi chơi cùng với Tô Hiểu Mạnh. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vừa ngạc nhiên vừa chú ý quan sát người đàn ông vừa đi vào. Bởi vì bọn họ không hề quen biết người này, hơn nữa hai ngày nay Chu Dương chỉ ở trong phòng khách sạn, gần như không hề ra ngoài. Chu thiếu gia, người đàn ông vừa nhìn thấy Chu Dương liền cúi nhẹ đầu chào hỏi. Chú ngồi đi, Chu Dương cười nói, sau đó quay lại nhìn Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc ra hiệu cho bọn họ ra ngoài, anh muốn nói chuyện riêng với người đàn ông này. Mặc dù trong lòng không hiểu có chuyện gì nhưng Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đều ngoan ngoãn nghe lời đi ra, để Chu Dương ở riêng với người đàn ông trung niên đó. Đợi cả hai người đi khỏi, Chu Dương mới nghiêm túc đánh giá người đàn ông trung niên này. Kỳ thực, ban đầu khi nhận được bảng danh sách một sản nghiệp của Chu gia từ chỗ Trần Thế Hào, Chu Dương ngoài cảm thấy hết sức ngạc nhiên còn có chút khiếp sợ nữa. Anh cảm thấy dù bản thân đã tận dụng hết sức khả năng tưởng tượng về tầm cỡ của Chu gia rồi nhưng hóa ra những tưởng tượng đó vẫn có chút coi thường Chu gia. Trước khi từ Đông Hải đến Trường Sa, Chu Dương có lấy danh sách một bộ phận sản nghiệp của Chu gia tại Tương Tây ở chỗ Trần Thế Hào. Trong đó có tên người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt anh lúc này. Đó là Chu Thiểu Hoa, một người họ hàng xa của Chu gia. Đồng thời là ông chủ của khách sạn Song Long này. Nói cách khác,
Khách sạn Song Long mà nhóm Chu Dương đang ở hiện tại chính là tài sản của Chu gia. Chú Chu cứ gọi tên của cháu đi, nói thế nào thì chú cũng là bậc cha chú gọi một tiếng cậu Chu khiến cháu cũng thấy hổ thẹn. Chu Dương cười nói, đây cũng là lần đầu anh gặp người của Chu gia, mặc dù chỉ là một người họ hàng xa nhưng dù sao cũng vẫn là người nhà họ Chu, cũng khiến anh có một chút cảm tình huyết thống cho nên cũng không thể ra vẻ thiếu gia cao cao tại thượng được. Được, Chu Dương, nói thật chủ vẫn thật sự không thể ngờ được có thể gặp được cháu ở đây. Chu Thiểu Hoa cũng dịu dàng cười nói, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, cho thấy ông ấy rất hài lòng với sự khiêm tốn của Chu Dương. Cháu cũng chưa từng nghĩ rằng người đầu tiên của Chu gia mà cháu gặp lại là chú đây. Chu Dương cảm khái nói, thực lòng, cho đến bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị tốt việc trở về Chu gia, anh vẫn cần thêm thực lực nữa, đến lúc đó quay trở về Chu gia anh mới có thêm sự tự tin. Về chuyện đó thiết nghĩ chắc chú Chu cũng đã nghe nói rồi, không biết chú Chu có lời khuyên nào không? Chu Dương nhìn Chu Thiểu Hoa nghiêm túc nói, trước đó anh đã giới thiệu qua đại khái một số chuyện cho Chu Thiểu Hoa. Hôm nay anh mời Chu Thiểu Hoa đến ngoài việc muốn gặp người của Chu gia gia, thì hơn cả là vẫn muốn nghe xem ý kiến của ông ấy thế nào. Dù sao, Chu Thiểu Hoa cũng đã ở Trường Sa này mấy chục năm, đối với thế cục của Trường Sa, với Giang gia và Trần gia ít nhiều cũng sẽ biết rõ tình hình hơn anh là một người ngoài đến đây. Chu Thiểu Hoa trầm tư một lát sau đó nói, cháu nói Trần gia có ý muốn hợp tác với cháu, vậy cháu không ngại ra tay từ chỗ Trần gia. Tiếp theo đó Chu Dương cũng hỏi thăm rất nhiều chuyện, còn Chu Thiểu Hoa cũng giải đáp từng thứ một. Sau khi được chú Chu giải đáp mọi thắc mắc, bây giờ cháu đã nắm rõ vài chuyện rồi. Chu Dương cười nói, trong lòng đã nắm chắc đầu mối rõ ràng. Vậy thì tốt, có điều nếu như cháu vẫn còn yêu cầu nào khác thì cứ nói với chú, nếu như không ổn chú cũng có thể ra mặt. Chắc chắn Giang gia sẽ không thể làm bậy được. Chu Thiểu Hoa cười nói, sau đó đứng lên tạm biệt Chu Dương và rời đi. Ca ca, Chu Thiểu Hoa vừa đi khỏi, Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân liền đi vào, cả hai người đều nhìn Chu Dương, ánh mắt đầy sự tò mò. Cả hai người đều không quen biết Chu Thiểu Hoa, nhưng Chu Thiểu Hoa lại ở trong phòng nói chuyện với Chu Dương gần 2 tiếng đồng hồ, kể cả có một tiếng thì họ cũng rất tò mò hai người đã nói những chuyện gì. Chu Dương, người đó là ai vậy? Sao chúng tôi đều không biết thế? Thẩm Bích Quân mở miệng hỏi, còn Tạ Linh Ngọc vẫn im lặng, có chút bình thản nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Chu Dương, hiển nhiên có cùng suy nghĩ với Thẩm Bích Quân. Hiện tại vẫn chưa tiện nói với hai người, dù sao hãy nhớ đó là người một nhà là được. Chương 297. Người một nhà, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc cả hai người đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ không hiểu câu nói người một nhà Chu Dương vừa nói có ý nghĩa gì. Lần này trong đoàn người cùng họ từ Đông Hải tới không có ai là đàn ông trung niên như thế cả. Hơn nữa sau khi tới Trường Sa, Chu Dương cũng vẫn chỉ ở cùng hai người bọn họ, cũng không ra ngoài gặp gỡ ai khác. Vậy thì cái người một nhà này có ý nghĩa gì? Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của cả hai người, Chu Dương cười nhẹ. Hiện tại anh vẫn chưa thể nói chuyện về Chu gia cho hai người họ nghe, cho nên đương nhiên cũng sẽ không nói ra thân phận thật sự của Chu Thiểu Hoa. Là một người mà tôi quen từ trước đây. Lần này mời ông ấy đến là để hỏi một vài chuyện, giờ đã hỏi xong rồi, ngày mai tôi sẽ đến Trần gia, hai người có muốn đi cùng không? Chu Dương cười nói. Đến Trần gia, hai người thể hiện có chút ngạc nhiên. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, bọn họ đều đã chứng kiến hết sức rõ ràng. Trần thiếu gia tỏ ra vô cùng tức giận với yêu cầu của Chu Dương, còn Chu Dương cũng không hài lòng với thành ý của Trần thiếu gia. Hai người dường như đã quyết liệt với nhau như vậy. Căn bản không có khả năng hòa giải nào mà giờ Chu Dương tại sao lại nói muốn đến Trần gia một chuyến. Lẽ nào Chu Dương cũng kiêng dè Giang gia, cho nên muốn thỏa hiệp với Trần gia sao? Chu Dương có phải anh sợ Giang gia nên muốn thỏa hiệp không? Lẽ nào chúng ta không còn cách nào khác sao? Thẩm Bích Quân tức giận nói, cô ấy thấy không thoải mái. Bởi vì hôm đó Trần thiếu gia cũng đã chọc ghẹo cô khiến cô cực kỳ khó chịu. Thẩm Bích Quân là ai chứ? Ngoài thân phận đại tiểu thư của tập đoàn Thẩm thị ở Đông Hải mà cô ấy không thừa nhận ra thì cô ấy còn là chủ tịch của công ty Danh Dương, sức ảnh hưởng của cô ấy ở Đông Hải cũng không hề tầm thường chút nào. Người thể nào mà có thể chọc ghẹo cô ấy chứ? Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương, trong lòng chợt nảy lên một suy nghĩ. Ngoài Chu Dương ra tất cả những người khác trêu ghẹo cô ấy đều là một sự sỉ nhục với cô ấy. Thế mà bây giờ, Chu Dương lại muốn thỏa hiệp với Trần gia, điều này đương nhiên sẽ khiến Thẩm Bích Quân hơi thất vọng. Cũng không hẳn là thất vọng với Chu Dương, mà là cảm thấy ấm ức trong lòng. Thậm chí Tạ Linh Ngọc cũng không thể hiểu nổi. Tại sao? Tạ Linh Ngọc hỏi nhỏ, dường như chỉ muốn biết câu trả lời. Chu Dương cười khổ sở,
đối diện với hai người phụ nữ này anh không biết cách từ chối thế nào. Chuyện không phải như hai người tưởng tượng đâu, thế này đi, ngày mai hai người cùng đi, việc tôi hợp tác với Trần Gia không phải chỉ là vì chuyện của Giang Gia đâu, có thể nói chuyện của Giang Gia chỉ là cái cớ thôi. Tôi là vì chuyện quan trọng hơn, đây cũng là một trong những mục đích của chuyến đến Tương Tây lần này. Chu Dương đứng lên, hai tay đặt vào hai vai hai người phụ nữ rồi xoay người họ lại đẩy nhẹ ra phía cửa. Hai người về nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai lúc nào xuất phát sẽ gọi hai người. Sau khi đuổi được hai người phụ nữ ra ngoài, Chu Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Trực giác của phụ nữ rất chuẩn, nếu như để họ tiếp tục hỏi này hỏi kia, Chu Dương rất có thể sẽ đầu hàng mà tiết lộ ra vài chuyện. Ngày hôm sau, Chu Dương dậy từ sớm, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc cũng đã thức giấc. Thần thái hai người đều rất tốt, Chu Dương rất hài lòng, xem ra tối qua cả hai người đã ngủ rất ngon. Ba người thêm cả Ngưu Xuyên sau khi ăn sáng xong thì lên đường đến Trần Gia. Dựa theo địa chỉ trên danh thiếp mà lần trước Trần Thiếu Gia đưa cho Chu Dương, cả nhóm đã đến bên ngoài trang viên Trần Gia. Trần Gia là một gia tộc có danh tiếng ở Trường Sa, gia tộc này có một khu trang viên nằm ở phía nam thành phố. Sau khi xuống xe, đập vào mắt Chu Dương là một cánh cổng cẩm thạch cao sừng sững, hai hàng móc sắt cao hai bên giống như một bức tường vây cao lớn ôm trọn lấy toàn khu trang viên bên trong. Nhìn xuyên qua hàng móc sắt này sẽ thấy một khu rừng nhỏ bên trong trang viên. Đi thôi, Chu Dương nhẹ nhàng nói, sau đó đi trước chuẩn bị vào hỏi thăm tình hình. Lần này đến anh không gọi trước cho Trần Thiếu Gia, cho nên Trần Gia không hề biết đến chuyến viếng thăm ngày hôm nay. Chu Dương làm vậy cũng là vì muốn một cuộc gặp mặt đột ngột, khiến Trần Gia không có thời gian chuẩn bị để từ đó có thể thẳng thắn bàn chuyện hợp tác của hai bên. Đứng lại, các người là ai? Nhóm người Chu Dương vừa đi đến còn cách cổng lớn chừng mười mấy mét thì bị bảo vệ gác cổng chặn lại. Hai người gác cổng này trông cực kỳ vạm vỡ, ánh mắt nghiêm ngặt quan sát Chu Dương và Ngưu Xuyên. Nhưng khi vừa trông thấy Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc thì mắt lại sáng lên, trong ánh mắt còn lộ ra một tia háo sắc. Chu Dương đương nhiên là đủ nhạy bén để nhận ra điều này, sắc mặt anh bỗng đanh lại. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, một người là sếp của anh, còn đã từng đỡ cho anh một nhát dao, còn một người là vợ của anh. Hai tên bảo vệ này lại dám dùng ánh mắt đỏ để nhìn hai người phụ nữ này, đúng là không biết tốt xấu gì cả. Nếu như hai người còn dám nhìn bằng ánh mắt đó nữa, tôi nhất định sẽ khiến hai người hối hận vì đã có hai đôi mắt đó đấy. Chu Dương hừ lạnh một tiếng, vô cùng lạnh lùng dằn mặt hai tên bảo vệ. Ha ha, cũng mạnh miệng gớm nhỉ, anh có biết đây là đâu không? Nhìn bộ dạng của các người chắc chắn là đến muốn nhờ và thiếu gia chứ gì, nói cho mà biết. Không phải ai cũng có thể bám víu vào mối quan hệ với thiếu gia đâu. Tên bảo vệ hờ hững nói, có điều nếu như anh để hai mỹ nhân này lại cho chúng tôi cũng không ngại giới thiệu cho anh đâu. Tên bảo vệ ánh mắt đê tiện không hề che giấu mà nhìn chằm chằm Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, căn bản không hề để tâm đến lời nói ban nãy của Chu Dương. Trong mắt bọn họ, những người mà trực tiếp tìm đến cửa như nhóm Chu Dương lúc này chẳng gì khác với đám công tử ăn chơi trác táng trước đây hay đến giao du với Trần Thiếu Gia. Cho nên bọn họ đương nhiên hành động như thể coi Chu Dương giống như đám playboy đó. Chu Dương ánh mắt sắc lạnh giơ chân lên đạp thẳng vào ngực tên bảo vệ cao cao gầy gầy vừa dứt lời. Dám cả gan nói những lời lẽ đó với hai người phụ nữ này đúng là muốn chết. Tên Giang Bắc của Giang gia cũng chỉ vì ăn nói ngông cuồng như vậy mà đã bị Chu Dương đánh cho tàn phế rồi. Đến người của Giang gia anh còn không quan tâm thì hai tên bảo vệ này anh sẽ để tâm sao? Ầm, một âm thanh vang lên. Tên gác cửa cao gầy trực tiếp bị Chu Dương đá bay đi, va vào chòi gác phía sau mới dừng lại, khoảng cách cỡ chừng gần 10 mét. Đủ thấy lực đá một chân này của Chu Dương mạnh đến cỡ não. Tên gác cổng còn lại cực kỳ vạm vỡ, vừa thấy cảnh này lập tức cảnh giác lùi lại về phía sau vài bước, ánh mắt dò xét nhìn Chu Dương. Mày dám làm loạn ở Trần gia sao? Có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Tên gác cổng vạm vỡ lớn tiếng quát lên, hắn ta hoàn toàn không ngờ được lại có người dám làm loạn trước cửa Trần gia. Hơn nữa một đá vừa nãy của Chu Dương sức lực không phải bình thường, tên gác cổng thầm nghĩ đến hắn cũng không thể làm được. Động tĩnh trước cửa nhà họ Trần đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người đi đường. Trần gia là đại gia tộc ở Trường Sa, khu vực xung quanh trang viên của Trần gia đều là những người giàu có sinh sống. Cho nên lập tức không ít người đã chú ý đến sự việc đang diễn ra trước cửa trang viên nhà Trần gia. Lại có người dám làm loạn ở trước cửa Trần gia, đúng là to gan nhi e là một tên đầu óc có vấn đề rồi. Hắn ta không nghĩ tới hậu quả sao? Đợi đến lúc Trần gia biết được thì e là không chịu nổi hậu quả đâu đi, qua đó xem thử xem, tôi lại muốn biết tên nào lại có bản lĩnh như vậy,
chuyện náo nhiệt như này mấy khi mới được xem chứ. Chương 298. Có không ít người hiếu kỳ đang xúm lại xem, tên gác cổng vạm vỡ thấy vậy thì càng thấy tự tin hơn. Những người có thể ở được trong khu này đều là những người giàu có, còn Chu Dương thì có thể thấy không phải vậy. Bởi vì rõ ràng ban nãy tên bảo vệ thấy nhóm người của Chu Dương xuống từ xe taxi. Người giàu mà không mua nổi một chiếc xe sao? Cho nên trong thâm tâm tên bảo vệ mới nghĩ Chu Dương là người đang muốn bám víu vào mối quan hệ với Trần Thiếu Gia. Những người như vậy, mỗi năm không biết gặp bao nhiêu người rồi, bọn họ cho rằng chỉ cần dẫn đến vài người đẹp là sẽ được Trần Thiếu Gia chú ý, nhưng lại không biết đó chỉ là ảo tưởng của bọn họ thôi. Cho nên trong mắt của tên bảo vệ gác cổng, Chu Dương cũng chỉ là một kẻ như thế. Hơn nữa anh còn dẫn theo hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Tên gác cổng trước giờ chưa từng được gặp qua người nào xinh đẹp hơn thế, giống như là tiên nữ giáng trần. Thằng danh, mày tốt nhất là nên biết điều một chút, nếu không một khi Thiếu Gia mà xuất hiện thì mày hết đường lui. Tên bảo vệ lớn tiếng đe dọa, lúc này, Trần Gia chính là chỗ chống lưng của hắn, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy hắn không thể hạ thấp khí thế của Trần Gia được. Chu Dương cười lạnh lùng nhìn tên gác cổng đang hung hăng ra vẻ trước mặt mình. Hắn ta lấy đâu ra dũng khí dám mở miệng nói chuyện với mình như vậy nhỉ? Tôi dám đảm bảo, Trần Thiếu Gia cậu vừa nói mà xuất hiện thì kết cục của các cậu sẽ rất thảm đó. Chu Dương dửng dưng nói, thấy tên bảo vệ vừa bị mình đá bay ban nãy đang đứng dậy đi tới. Tên bảo vệ cao gầy hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn, rõ ràng một cú đá ban nãy của Chu Dương khiến hắn vô cùng khó chịu, đến giờ lồng ngực vẫn còn rất đau tức. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng, kết cục của bọn tao sẽ rất thảm sao? Vừa nãy bị mày đánh lén, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi rồi để lại hai mỹ nhân này cho hai ông đây vui vẻ, vậy thì hai ông đây sẽ nương tình không tính toán nữa, nếu không đừng hòng lành lặn rời khỏi đây. Tên bảo vệ cao gầy vẻ mặt vô cùng đê tiện, nhìn chằm chằm Chu Dương, sau đó ánh mắt lại chuyển sang nhìn từ đầu đến chân Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Lần này, không chỉ là Chu Dương mà cả Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc cũng nổi giận. Ban đầu, hai người còn vẫn có thể điềm đạm một chút. Bởi vì họ tin tưởng Chu Dương có thể giải quyết được. Nhưng hiện giờ, hai tên bảo vệ gác cổng này lại không biết tốt xấu thế nào, lại dám buông lời ngông cuồng trêu ghẹo hai người, khiến hai người không thể chịu đựng được nữa. Chu Dương, tôi không quan tâm, hôm nay tôi không muốn thấy hai người này xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thẩm Bích Quân sắc mặt đanh lại, cực kỳ phẫn nộ nói. Thẩm Bích Quân này từ bao giờ lại phải chịu những sự sỉ nhục như này chứ? Trước đó ở Đông Hải, gần như ai cũng coi cô ấy như nữ thần. Kể cả có đến Trường Sa thì ngay cả tên Giang Bắc và Trần Thiếu Gia sau khi dám buông lời khó nghe với cô ấy cũng đã bị Chu Dương xử lý rồi. Kết quả là Giang Bắc thậm chí còn bị Chu Dương đánh cho tàn phế nên mới khiến Giang Gia tức giận như vậy. Thế mà bây giờ đến hai tên bảo vệ gác cổng mà cũng dám nói ra những lời lẽ như vậy. Tạ Linh Ngọc không thẳng thừng bày tỏ thái độ của bản thân như Thẩm Bích Quân, nhưng sắc mặt cô ấy cũng vô cùng khó chịu, dường như đã nói lên suy nghĩ trong lòng mình. Ha ha! Người đẹp à, muốn bọn anh không xuất hiện trước mặt các em sao? Thế không được rồi, em phải hầu hạ các anh mà, sao có thể không thấy bọn anh chứ, ha ha. Hai tên bảo vệ quay lại nhìn nhau rồi cười ha ha với nhau. Trong mắt bọn chúng, Thẩm Bích Quân chỉ là một cô gái vô cùng xinh đẹp có khí chất thôi. Nhưng bọn chúng lại không biết vị trí của Thẩm Bích Quân trong mắt Chu Dương. Được, Chu Dương gật đầu, trầm giọng nói. Hai tên bảo vệ nghe Chu Dương nói thì sững lại một chút rồi cười nhếch mép nhìn Chu Dương, muốn xem rốt cuộc Chu Dương có thể làm gì. Bốp! Chu Dương vừa dứt lời liền phóng vọt lên phía trước. Hai tên bảo vệ này không mạnh như Lưu Phong cho nên Chu Dương tự tin có thể giải quyết một mình mà không cần đến sự giúp đỡ của Ngưu Xuyên. Hai tên bảo vệ thấy Chu Dương dám xông lên tấn công mình thì lập tức cảnh giác, mặc dù vừa nãy bọn chúng có chút buông lỏng nhưng tên bảo vệ cao gầy bị Chu Dương đá bay là sự thật. Bọn chúng không thể xem thường sức mạnh của Chu Dương. Hai tên đó lập tức thủ thế sẵn sàng ứng chiến với Chu Dương. Chỉ là tuy Chu Dương không mạnh bằng Ngưu Xuyên, nhưng cũng không phải người thường có thể so sánh được. Còn hai tên bảo vệ này vốn anh chẳng thèm để vào mắt. Búp, một âm thanh nữa lại vang lên, Chu Dương đá một cước lên chân của tên bảo vệ cao gầy vừa bị đá bay ban nãy. Đồng thời, một tràng âm thanh răng rắc vang lên, Chu Dương xoay người, ánh mắt tàn nhẫn. Một quyền đấm trực tiếp vào ngực tên bảo vệ cao gầy khiến hắn lập tức gục ngay xuống đất. Tên bảo vệ vạm vỡ chứng kiến cảnh này trong lòng vô cùng chấn động, hắn không ngờ Chu Dương lại mạnh như thế. Hắn ta và tên bảo vệ cao gầy cùng nhau làm việc tại trang viên của Trần gia, đương nhiên phải biết thực lực của nhau như thế nào,
vậy mà giờ lại bị Chu Dương đánh cho đến mất cả sức phản kháng, vậy thì chắc chắn thực lực cũng không tệ. Lập tức, tên bảo vệ vạm vỡ toàn thân căng thẳng, cẩn thận phòng thủ. Mày đừng có ép Tạo, nếu như Tạo khiến mày bị thương vậy thì hai mỹ nhân yểu điệu kia e càng tùy ý Tạo rồi. Tên bảo vệ vạm vỡ nói, tuy nhiên cũng không dám chủ động tấn công, mà chỉ lờn vờn xung quanh rằng co với Chu Dương. Chu Dương vô cùng lạnh lùng, chỉ dừng dựng nhìn tên bảo vệ to con, một câu cũng chẳng thèm nói. Lúc này, càng lúc càng có nhiều người bu lại xem, đến lúc thấy hai bên rằng co ẩu đả, không ít người đã phát ra những tiếng kêu kinh hô. Dù sao thì những người sống ở đây đều là giới nhà giàu, cũng thường hay đến khách sạn song hỉ. Lai dùng bữa, mà chuyện hai hôm trước Giang Gia đến khách sạn tìm người, rất nhiều người cũng đã được chứng kiến. Chuyện gì thế này, có vẻ như anh nhận ra người này à? Có người hỏi, anh ta nhìn thấy vài người xung quanh vẻ mặt thể hiện sự kinh ngạc, rõ ràng là nhận ra đối phương. Ừ, hai ngày trước, Giang Gia đến khách sạn song hỉ Lai tìm người. Người này chính là người nghe nói đã đánh cho Giang Bắc bị tàn phế đó. Là người này sao? Không nhầm chứ, lúc đó bên cạnh anh ta còn có một vệ sĩ nữa, đó là cao thủ mà đến cả Lưu Phong cũng không đánh lại được. Nhưng tại sao họ lại đến Trần Gia chứ? Chuyện này tôi cũng không rõ, hai tên gác cổng này đúng là to gan thật, nghe nói lúc đó Giang Bắc cũng là vì buông lời trêu ghẹo người phụ nữ bên cạnh anh ta, cho nên mới bị đánh đến nỗi tàn phế, hai tên bảo vệ gác cổng này nghĩ mình là ai cơ chứ? Đám đông xì xào bàn tán, vẻ mặt vô cùng tò mò. Hai ngày trước bên Giang Gia mới ra tuyên bố, bắt Chu Dương nội trong 3 ngày phải đến Giang Gia nhận lỗi. Nhưng bây giờ, đám người Chu Dương lại đến tìm Trần Gia. Chuyện này liệu có nội tình gì mà nhiều người không biết không? Đám đông đều thấy vô cùng tò mò, đương nhiên điều khiến bọn họ càng tò mò hơn đó là Chu Dương tiếp theo sẽ xử lý hai tên bảo vệ gác cổng này thế nào. Lời bàn tán của mọi người hai tên bảo vệ gác cổng cũng nghe thấy. Bọn chúng cũng nhận ra rất nhiều người đang đứng ở đây, đây đều là những nhân vật quyền quý trong khu này, thậm chí còn có những người rất thân thiết với Trần Gia, đối với hai tên bảo vệ mà nói thì họ là những người không thể nói chuyện cùng được. Lúc này tên bảo vệ bị thương nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, nhìn Chu Dương trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Còn tên bảo vệ to con mặc dù vẫn đang đứng đối diện Chu Dương nhưng cũng kinh sợ không kém. Dựa theo những lời mọi người đang nói, thì người đang đứng trước mắt chúng đây căn bản không thể. Chương 298, áp đảo. Đối đầu lại được, hơn nữa, đối phương vẫn còn một người đánh bại được cả Lưu Phong. Tên bảo vệ trừng mắt nhìn Chu Dương, trong lòng bất chấp trực tiếp tấn công anh. Hắn quyết định liều mạng một phen, có vệ sĩ lợi hại thì đã sao chứ? Chỉ cần tóm gọn được đối phương là đủ để uy hiếp đối phương rồi, khiến đối phương kiêng dè, không dám khinh suất nữa. Đến lúc đó hắn sẽ yêu cầu một vài điều có lợi, rồi cao chạy xa bay. Lẽ nào người này còn có thể làm khó được hắn nữa sao? Nghĩ như vậy, tên bảo vệ vạm vỡ hét lên một tiếng, rồi đấm một cú đấm thật mạnh về phía Chu Dương, nơi nắm đấm đi qua còn tạo ra một chút âm thanh xé gió. Chương 299. Không ai có thể ngờ được tên bảo vệ to con lại phản công đúng lúc này. Mà xem ra, thực lực cũng rất dũng mãnh, tuyệt đối không phải người thường có thể đỡ được. Vừa trông thấy tên bảo vệ tấn công tới, Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đều nhất thời nín thở. Nhìn chằm chằm vào đối phương, trong lòng vô cùng căng thẳng, chỉ sợ Chu Dương bị thương. Ngược lại Ngưu Xuyên vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Cậu ấy biết, tên bảo vệ to con này nhìn thì có vẻ rất lợi hại, nhưng kỳ thực không có khí thế, thực lực cũng rất bình thường, Chu Dương có thể đối phó được. Còn đám đông thì vẫn đang tỏ ra hết sức kinh ngạc. Những người sống ở khu vực này đều biết đến hai tên bảo vệ gác cổng này. Bọn họ cũng đã từng trông thấy hai tên gác cổng này xử lý một vài người không có phép tắc. Cho nên cũng biết một chút về thực lực của tên bảo vệ to con này. Tên cao hổ này to cao lực lưỡng, thực lực cũng không tệ, một mình hắn đánh cho 7-8 người bị thương nặng đó. Chỉ là không biết cái người tên Chu Dương này có ứng phó được không, nếu như không ứng phó được, e là sẽ bị thương nghiêm trọng đấy. Vệ sĩ của anh ta lợi hại, nhưng anh ta lại quá tự cao tự đại rồi, cho rằng bản thân mình cũng giỏi như tên vệ sĩ của mình, xem ra lần này anh ta phải trả giá cho sự tự cao tự đại của mình rồi. Đây là, lời đám đông còn chưa dứt thì lần lượt từng người đã há hốc mồm kinh ngạc, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Bọn họ cho rằng, tên bảo vệ to con cao hổ kia bản lĩnh cũng không phải dạng vừa, một mình có thể đánh bại được cùng lúc 7-8 người, mà trông Chu Dương lại có vẻ khá thư sinh không giống với người biết đánh đấm gì. Mặc dù trước đó Chu Dương một quyền đánh bại được tên bảo vệ cao gầy, tuy nhiên thực lực của bên bảo vệ cao gầy lại kém xa tên cao hổ. Cho nên lúc đó,
bọn họ đều cho rằng tên Cao Hổ vô cùng lợi lại, một quyền đánh ra lại bị Chu Dương chặn đứng, tiến thoái không xong, bị Chu Dương giữ chặt lại. Cảnh tượng này đúng là khiến người ta kinh ngạc, ban nãy Cao Hổ đột nhiên tấn công, rõ ràng là nhằm thẳng vào Chu Dương đánh tới, cho nên một quyền đó vô cùng hung bạo. Mọi người còn cho rằng Chu Dương sẽ không đỡ nổi, nhưng không ngờ Chu Dương lại nhẹ nhàng tiếp nhận một quyền này của Cao Hổ như vậy, thậm chí còn khống chế hắn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng yên tâm trở lại. May, Cao Hổ hai mắt mở trừng, khóe mắt như muốn rách ra, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình. Một quyền mạnh mẽ hung bạo như vậy của hắn lại bị chặn đứng lại, hơn nữa bản thân hiện tại còn bị lâm vào thế khó. Cao Hổ muốn rút nắm đấm về, liền phát hiện cho dù hắn có làm gì cũng không thể dùng sức, nắm đấm căn bản không thể rút về được. Hắn muốn tiếp tục dùng sức công kích vào người đang đứng phía trước mặt cũng không động đậy được. Mày chỉ có một chút sức lực này thôi sao? Vậy thì không thể giữ tao lại được rồi. Chu Dương lạnh nhạt nói một câu, tay chậm chậm dùng lực, đồng thời một cỗ lực khổng lồ truyền đến tay tên Cao Hổ. A, à, đau, 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 buông ra, Cao Hổ nhất thời gào thét lên. Cổ vắn lên gần xanh, mặt mũi đỏ tưng bừng, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhăn nhó. Chu Dương trông cũng không phải to cao vạm vỡ lắm, nhưng sức lực thì lại cực mạnh, anh chỉ chậm rãi dùng lực đã khiến Cao Hổ cảm thấy nắm đấm cũng như cả cánh tay của mình bị mắc kẹt, một sức mạnh không thể khống chế, kìm chặt lại cả cánh tay của hắn. Lẽ nào đây chính là sự hung hăng càn quấy, là khẩu khí của cái miệng thối của mày thôi sao? Hay là mày nghĩ có Trần gia chống lưng, tao không dám làm gì mày? Chu Dương lạnh lùng vô cùng, nhấc một chân lên, trực tiếp đá thẳng vào giữa ngực tên Cao Hổ. Búp, Cao Hổ bị đá bay ra xa, mãi đến khi va vào chòi canh gác đằng sau mới dừng lại được. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh nhạt từ trong trang viên của Trần gia phát ra. Bên ngoài xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, thu hút sự chú ý lớn như thế, hơn nữa đương sự một bên lại là bảo vệ gác cổng của Trần gia, người bên trong sao có thể không biết chứ? Một đám người từ trong trang viên xông ra, nộ khí bừng bừng, khí thế rào rạt. Chu Dương nheo mắt nhìn cho rõ người đang đến hóa ra lại chính là Trần Thiếu Gia. Chu Dương cũng biết tên thật của Trần Thiếu Gia là Trần Thiếu. Trần Thiếu Gia, có kẻ gây sự. Trần Thiếu Gia, cậu nhất định phải làm chủ cho hai chúng tôi. Hai tên gác cổng vừa nhìn thấy Trần Thiếu Gia, thì lập tức bày ra vẻ mặt khóc lóc thảm thương. Bọn hắn biết không đối phó được với Chu Dương mà không nương tay thì hoàn toàn có thể phế bỏ luôn bọn hắn. Trước mắt, dường như chỉ có Trần Thiếu Gia mới có thể đối phó được với Chu Dương. Chu Dương, anh làm vậy là có ý gì? Trần Thiếu Gia đương nhiên cũng nhìn thấy Chu Dương, nhất thời nổi giận, lớn tiếng quát lên. Trước đây hắn muốn hòa giải với Chu Dương nên thái độ cũng mềm mỏng hơn. Nhưng Chu Dương lại không đồng ý, lại bắt hắn quỳ xuống xin lỗi. Vậy mà hôm nay Chu Dương lại đến gây chuyện ở trước cửa nhà Trần Gia, còn ra tay đả thương hai tên bảo vệ gác cổng nữa. Nếu như hôm nay hắn không dạy dỗ tử tế Chu Dương, thì chuyện này mà truyền ra ngoài e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của Trần Gia. Sau này mọi người sẽ nói, Trần Gia bị người ta đánh đến tận cửa rồi cũng không dám phản kháng. Không có ý gì, chỉ là tặng cho Trần Thiếu Gia và Trần Gia cậu đây một món quà gặp mặt thôi. Hai tên gác cổng của cậu hung hăng ngang ngược, cáo mượn oai hùm, mượn danh nghĩa của Trần Gia đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện xấu xa rồi. Tôi chỉ là giúp cậu giải quyết một chút, coi như là trừ hại cho Trần gia nhà cậu đó. Chu Dương hờ hững nói, vô cùng bình thản, vừa dứt lời mọi người xung quanh liền lập tức im lặng. Hai tên bảo vệ gác cổng mặt mày căm hận nhìn Chu Dương, vết thương trên cơ thể và nỗi hận trong lòng khiến chúng không thể nào động đậy được. Còn đám đông xung quanh thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn Chu Dương, câu nói này của Chu Dương quá hay, vô cùng thấu tình đạt lý. Trần Thiếu gia nhìn chằm chằm Chu Dương, cố nén lại cơn giận dữ trong lòng. Hắn đã thấy Ngưu Xuyên, phải biết là kể cả toàn bộ đội bảo vệ của Trần gia cùng lên một lúc thì cũng không chắc chắn có thể đánh bại được đối phương, ngược lại hậu quả còn có thể sẽ càng thê thảm hơn nữa. Nếu như vậy thì danh tiếng của Trần gia hắn thật sự sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ồ, chúng là người của Trần gia, nếu có gì sai sót, Trần gia chúng tôi sẽ tự xử lý, không cần nhờ đến người ngoài can thiệp vào. Trần Thiếu gia lạnh lùng nói một câu, liếc nhìn hai tên bảo vệ gác cổng, ánh mắt vằn lên sự tàn nhẫn. Lôi chúng đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy hai tên này nữa. Vừa ra lệnh, lập tức hai người phía sau Trần Thiếu Gia đi lên lôi hai tên bảo vệ gác cổng ban nãy đi. Còn hai tên gác cổng căn bản không còn bất cứ sức phản kháng nào nữa, cả hai tên đều mang vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
mọi người cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Thứ nhất, đây là chuyện riêng của Trần gia. Thứ hai, hai tên bảo vệ gác cổng này nhất định đã làm qua không ít chuyện xấu, cũng đã có tiếng xấu rồi. Chu Dương chứng kiến cảnh này cũng không lên tiếng, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, Trần gia vẫn có chút thủ đoạn, kết cục của hai tên gác cổng này e là cũng không tốt đẹp gì, nhất là nếu như anh và Trần gia hợp tác thành công. Chu Dương, anh đến Trần gia có chuyện gì? Trần thiếu gia đưa mắt thăm dò Chu Dương một lượt, trong lòng cũng có đoán được một chút, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. Trước đó hắn đã muốn hòa giải, nhưng lại bị yêu cầu vô lý của Chu Dương làm cho tức giận. Vậy mà giờ Chu Dương lại chủ động tìm đến tận cửa thế này, lẽ nào là muốn hòa giải sao? Nếu như thật sự như vậy, vậy thì Trần gia hắn sẽ gây khó dễ một chút chơi chơi. Dù sao, trước đây cũng là Trần thiếu gia, là Trần gia chủ động muốn hợp tác với Chu Dương. Nhưng hiện tại e là Chu Dương muốn hợp tác với Trần gia. Vị trí của hai bên hiện giờ đã đổi lại cho nhau rồi. Lẽ nào không phải Trần thiếu gia mời tôi đến sao? Nếu như tôi nhớ nhầm thì giờ tôi sẽ lập tức về. Chu Dương hờ hững nói vừa quay người đi. Khoan đã. Chương 300. Chu Dương vừa mới quay người còn chưa đi được mấy bước Trần thiếu gia đã vội vàng gọi lại. Trần thiếu gia nhìn Chu Dương, dường như nếu hắn không lên tiếng gọi lại, Chu Dương sẽ thật sự đi về, mặt mày tối sầm lại. Lẽ nào đây là thành ý của anh sao? Chưa nói gì đã muốn đi luôn rồi à? Trần thiếu gia trong lòng rất tức giận, nhưng để đề phòng Chu Dương không thèm nói lời nào đã đi về nên hắn đành phải nuốt cục tức này xuống. Còn Chu Dương thì thủng thẳng quay người, cười ha ha nhìn Trần thiếu gia. Lần này anh đến Trần gia, đích thực là để tìm kiếm sự hợp tác. Nhưng Trần gia chẳng phải là cũng cần hợp tác với anh để có thể thoát khỏi sự khống chế của Giang gia đó sao? Cho nên, hai bên căn bản là cũng không có bên nào là bên chủ động, bên nào là bên bị động. Nghiêm túc mà nói, thậm chí Chu Dương không nhất thiết phải để ý đến Trần gia, cũng có thể không cần hợp tác với Trần gia. Bởi vì điều mà Giang gia nói là sẽ không cho Chu Dương rời khỏi Trường Sa vốn dĩ là điều không thể. Nhưng Trần gia muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Giang gia thì bắt buộc phải nhờ đến sự giúp sức của các thế lực bên ngoài. Thành ý, Chu Dương cười khẩy, từ từ đi về phía Trần thiếu gia, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trần thiếu gia ban đầu còn có thể nhìn trực tiếp vào Chu Dương, nhưng dần dần lại cảm thấy có chút gượng gạo nên đành phải tránh ánh mắt của anh. Cậu muốn thành ý thế nào? Lẽ nào tôi giúp Trần gia xử lý hai tên cặn bã ban nãy không được coi là thành ý? Hay là tôi phế Giang Bắc cũng không được coi là thành ý? Chu Dương đáp lại, lúc này, anh phải giữ được khí thế của mình, để giành được vị trí có lợi trong cuộc đàm phán hợp tác tiếp theo. Đây cũng là gợi ý của Chu Thiểu Hoa. Trong lòng Chu Dương đương nhiên hiểu rằng mình không thể hiểu về Trần gia rõ rằng Chu Thiểu Hoa được. Cho dù đã xem qua tài liệu về Trần gia, nhưng cũng không biết được thâm canh mấy chục năm ở Trường Sa, hơn nữa Chu Thiểu Hoa đã từng có quan hệ qua lại với bên Trần gia, đương nhiên sẽ hiểu sâu hơn về Trần gia. Anh, Trần thiếu gia tức giận tột cùng. Muốn lớn tiếng chửi bới, nhưng vừa định nói thì vẫn nhịn được không nói tiếp nữa, mà chỉ nhìn Chu Dương bằng ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn. Có một vài chuyện không nói được với cậu, dẫn tôi đến gặp bố cậu đi. Chu Dương không thèm để ý đến sự tức giận của Trần thiếu gia lúc này mà dửng dưng nói. Thuận tiện quay lại vẫy Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và Ngưu Xuyên trực tiếp đi thẳng vào bên trong trang viên của Trần gia. Trần thiếu gia cũng không ngăn cản, những người khác thấy vậy càng không dám ngăn cản. Bọn họ đương nhiên tự hiểu ra, người này đến Trần gia là vì chuyện lớn, hơn nữa có thể đến Trần thiếu gia cũng không có tư cách tham dự vào. Tận mắt chứng kiến Chu Dương hiên ngang đi vào trong Trần gia, đám đông đứng xem bên ngoài cũng lần lượt cảm thấy thán phục. Bọn họ không ngờ Chu Dương trước mặt Trần thiếu gia lại cứng rắn như vậy, không chút nào núng. Lẽ nào anh không biết thế lực của Trần gia thế nào sao? Trường Sa này cũng chỉ có lác đác vài gia tộc có thể áp chế được Trần gia thôi mà. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, lẽ nào thời thế Trường Sa sắp thay đổi rồi? Không biết nữa, dù sao thì lão già nhà tôi cũng chẳng có được sự quyết đoán như vậy, đã đánh tàn phế người của Giang gia, mà vẫn hiên ngang ở bên ngoài thế này, thậm chí còn dám đánh người ở ngay trước cổng nhà Trần gia, ha ha, đúng là thú vị thật. Chỉ là không biết anh ta đến Trần gia có chuyện gì nhỉ, tôi nhớ Trần gia và Giang gia là mối quan hệ thông gia mà. Đám đông mỗi người một suy nghĩ, Chu Dương không biết và cũng không muốn biết. Lúc này, Chu Dương đã vào đến bên trong trang viên của Trần gia. Đi qua một hành lang dài là trực tiếp vào đến đại sảnh của Trần gia. Đây là một khoảng vườn rộng chừng 100 mét vuông ngăn cách khu vực bên ngoài và bên trong trang viên. Lúc này một người đàn ông trung niên đang ngồi ở vị trí của gia chủ ở đại sảnh.
Chu Dương nheo mắt nhìn, chợt cảm thấy một cỗ khí uy nghiêm hướng thẳng về phía mình. Chớp mắt một cái, Chu Dương cũng không hề sợ hãi, mặt đối mặt nhìn thẳng vào đối phương. Sau một lát, người đàn ông trung niên cười to một tiếng, chủ động di rời ánh mắt. Cậu là Chu Dương, người đàn ông trung niên trầm giọng nói lớn hỏi. Cũng không đợi Chu Dương trả lời, ông ta tiếp tục hỏi. Chính là cậu đã đánh tàn phế Giang Bắc, lẽ nào cậu không biết nó là cháu ngoại của ta? Cậu nói xem ta nên trừng phạt cậu thế nào? Người đàn ông vừa dứt lời, lập tức hai bên xông ra mười mấy người, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào đám người Chu Dương, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, dường như chỉ cần đợi người đàn ông ra lệnh là họ lập tức tấn công tóm gọn lấy đám người Chu Dương vậy. Cháu ngoại cách mấy đời lại đáng để gia chủ Trần gia nổi giận vậy sao? Chu Dương hờ hững đáp, chẳng để ý đến sự bao vây của đám người Trần gia hiện tại. Anh vẫn chỉ nhìn vào người đàn ông, trong lòng thầm nghĩ quả đúng là như thế. Người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt chính là gia chủ của Trần gia, Trần Lễ. Còn Trần Lễ và Giang gia là họ hàng thân thích cách nhau tận ba đời. Cho nên có thể nói trên thực tế, mối quan hệ thông gia giữa Trần gia và Giang gia kỳ thực đã cực kỳ mờ nhạt. Mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Trần gia vẫn luôn tìm kiếm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Giang gia. Hơn nữa, việc tôi phế Giang Bắc không phải là điều mà Trần gia ông luôn hy vọng được trông thấy hay sao? Chu Dương cười đáp, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trần Lễ chăm chú nhìn Chu Dương, nhìn mãi một lúc sau đó mới cười lớn, giơ tay lên ra hiệu, đám người lập tức rút hết xuống. Có bản lĩnh, chẳng trách cậu lại dám đánh tàn phế cả Giang Bắc, cũng không khách sáo với con trai ta, nghe nói cậu muốn Trần Thiếu quỳ xuống trước mặt cậu nhận lỗi. Ta thay mặt nó xin lỗi cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ, bỏ qua hết những chuyện không vui vẻ đó đi, cậu thấy thế nào? Trần Lễ cười nói, thái độ rất ôn hòa. Trông không có vẻ như đang thương lượng với Chu Dương mà ngữ khí giống như đang thỉnh cầu vậy. Nhưng Chu Dương trong lòng lại khẽ cười, cái tên Trần Lễ này, nghe ngữ khí thì có vẻ ôn hòa, nhưng mỗi một câu một chữ ông ta nói ra đều ẩn giấu ý tứ sâu xa. Ông ta lấy thân phận là gia chủ Trần gia thay mặt Trần Thiếu xin lỗi anh, lẽ nào anh có thể từ chối nữa sao? Anh có thể không cần để ý đến tên Trần Thiếu gia, bởi vì quyết định của Trần Thiếu gia không thể được coi là quyết định của Trần gia. Nhưng anh không thể không để tâm quyết định của Trần Lễ, bởi vì Trần Lễ chính là Trần gia. Nếu như gia chủ đã nói như vậy rồi thì tôi đương nhiên phải đồng ý rồi. Chu Dương cười đáp, mời ngồi, Trần Lễ mỉm cười, giơ tay mời nhóm Chu Dương ngồi. Chu Dương cũng không khách sáo, đi lên trên vài bước ngồi ngay ở vị trí bên dưới ghế của Trần Lễ. Lần này, anh là khách, đương nhiên không thể manh động. Nghe Trần Thiếu nói, cậu muốn hợp tác với Trần gia ta. Trần Lễ cười hỏi, ồ, lẽ nào Trần Thiếu gia nói với ông vậy sao? Nhưng tôi lại nghe nói ngược lại là Trần gia muốn hợp tác với tôi. Chu Dương hỏi ngược lại, vẻ mặt tỏ ra hoài nghi, liếc mắt nhìn Trần Thiếu gia một cái, vừa nói vừa lắc đầu. Ha ha, vậy thì e là cậu nhớ nhầm rồi, Trần gia ta sao có thể chủ động tìm cậu hợp tác chứ? Cậu thấy dựa vào mình đã đánh tàn phế Giang Bắc là có thể khiến Trần gia không cần mặt mũi rồi chủ động tìm cậu muốn hợp tác sao? Trần Lễ lắc lắc đầu. Dửng dưng nói, nhưng trong câu nói lại tràn đầy nhuệ khí. Chu Dương mỉm cười, không có lập tức lên tiếng, nhưng trong lòng thì liên lục thầm cười khẩy. Cái tay Trần Lễ này nói thì hay lắm, nhưng kỳ thực là đang thăm dò Chu Dương. Hàm ý của Trần Lễ nơi này là thế lực của Trần gia, Chu Dương dựa vào cái gì muốn hợp tác với Trần gia? Chỉ dựa vào mỗi việc đã đánh tàn phế Giang Bắc thì không có tư cách ngồi ngang hàng mà bàn chuyện hợp tác với Trần gia. Tôi đến từ Đông Hải. Chu Dương cười khẩy nói, nếu như Trần Lễ muốn thăm dò, vậy thì Chu Dương chẳng ngại tiết lộ ra một chút thân phận, khiến Trần Lễ tự suy nghĩ. Ô, quả nhiên, lời Chu Dương vừa dứt, mắt Trần Lễ liền sáng lên, lập tức nhìn thẳng vào Chu Dương, thần sắc hơi ngưng lại, nghiêm túc đánh giá lại. Chương 301. Những phản ứng của Trần Lễ, không nằm ngoài dự tính của Chu Dương. Hơn nữa so với Trường Sa, thành phố Đông Hải dù là thị trường kinh tế hay những mặt khác đều xuất sắc hơn một chút. Trước tất cả biểu hiện của Chu Dương, có thể thấy anh ở Đông Hải nhất định là có bối cảnh không tệ, thậm chí là phi phàm. Nếu không, một người không ở Trường Sa, sao có thể dám động đến đại thiếu của Giang gia? Theo những gì tôi biết, Đông Hải không có đại gia tộc nào họ Chu. Trần Lễ hướng ánh mắt sang nhìn Chu Dương, cười nhẹ. Không ai biết trong lòng ông ta lúc đó đang nghĩ điều gì. Thế giới này lớn như vậy, có rất nhiều điều chỉ nhìn bề ngoài không thể thấy rõ được. Chu Dương không nghĩ nhiều, lạnh lùng nói. Gia tộc lớn mạnh ở Đông Hải cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói đến thế lực của Trần gia,
chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể biết được rồi. Nhưng Chu Dương không hề lo lắng, hơn nữa, có lúc những điều mà mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật. Với khả năng hiện giờ của anh, nhân lực có thể điều động được ở Đông Hải không đáng là gì so với một đại gia tộc. Vậy thì tôi đi thẳng vấn đề, tự nhiên cậu muốn hợp tác với Trần gia chúng tôi, vậy hãy thể hiện năng lực của mình đi, tôi vẫn chưa nhìn thấy được. Trần Lễ trầm giọng, cũng không thăm dò thêm về thân phận của Chu Dương. Ông ta tin những lời Chu Dương là có đạo lý, có những lúc điều mà tận mắt thấy cũng không phải là thật. Giống như Trần gia, còn có Giang gia, lẽ nào thực lực thật sự chỉ là vẻ bề ngoài thể hiện ra? Hôm nay Chu Dương sẽ xuất hiện cũng nằm trong dự đoán của Trần Lễ. Lần trước Trần Thiếu về đã nói tình hình với Trần Lễ, lúc đó Trần Lễ đã đoán được Chu Dương nhất định sẽ đến tìm Trần gia. Chỉ là Trần Lễ không ngờ rằng, Chu Dương lại gây động tĩnh lớn ở trước cửa Trần gia như vậy. Chuyện này Giang gia nhất định sẽ biết. Cho nên, không có nhiều thời gian chậm trễ, Trần Lễ phải hợp tác với Chu Dương trong thời gian ngắn nhất, sau đó trước khi bị Giang gia làm khó, đưa Chu Dương rời khỏi Trường Sa. Nếu như vậy, sau này Trần gia ở trong, Chu Dương ở ngoài có thể phối hợp cùng nhau gây khó dễ cho Giang gia, mở ra một lối để Trần gia có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Giang gia. Ha ha, hợp tác mà, mọi người hãy thể hiện bản lĩnh của mình ra đi, rồi sau đó hãy tự cân nhắc. Chu Dương cười, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Nhưng Trần gia nên ghi nhớ một điều, tôi đến đây hôm nay, không phải chỉ hợp tác với Trần gia mới có thể rời khỏi Trường Sa. Tôi đến đây là bởi vì cho ông, cho Trần gia các người một cơ hội tốt để thoát khỏi sự khống chế của Giang gia. Cho nên, ông không cần phải thăm dò tôi thêm nữa. Chu Dương nói xong lẳng lặng nhìn Trần Lễ, cũng không hề vội, anh biết so với mình thì Trần Lễ với Trần gia càng gấp gáp hơn. Hơn nữa, Giang Bắc bị tàn phế chính là một cơ hội tốt, để Trần gia lợi dụng lần này làm được rất nhiều chuyện. Tất cả mọi người trước sảnh đều lặng yên không một tiếng động. Trần Thiếu trừng mắt nhìn chằm chằm Chu Dương, hai mắt như phóng ra tia lửa, nhưng Trần Lễ vẫn không nói gì, ông ta không dám tự ý mở miệng trách móc. Lỡ như làm Chu Dương tức giận mà bỏ đi, vậy thì Trần Thiếu không gánh được trách nhiệm này. Cho nên, hắn chỉ quay sang nhìn bố mình. Trần Lễ yên lặng không nói, một tay đặt lên bàn, tay còn lại đặt nhẹ lên đầu gối, dường như đang suy tính chuyện gì. Một lúc lâu sau, Trần Lễ mới thả lỏng cơ mặt xuống, nhìn sang Chu Dương, trên mặt dần lộ ra một nụ cười nhẹ. Xem ra cậu đã có chuẩn bị rồi, nếu như tôi không đồng ý thì cậu vẫn có thể tự mình rời khỏi Trường Sa. Trần Lễ nhẹ giọng, đương nhiên đối với phán đoán này vẫn còn chút hoài nghi. Hơn nữa, Chu Dương đắc tội với Giang gia, dưới sự kiểm soát của họ bằng cách nào để Chu Dương rời khỏi đây chứ? Chu Dương cười khẩy, không nói gì. Trần Lễ thả lỏng cơ mặt, ông ta cũng đã hiểu. Chu Dương thực sự có cách, nếu không, bất kỳ ai ở Trường Sa dưới sự uy hiếp của Giang gia, đều không thể bình tĩnh như vậy. Muốn Trần gia giúp đỡ, cậu cũng nên để tôi biết về cậu chứ, nếu một chút cũng không hiểu thì sao có thể hợp tác được đây. Trần Lễ trầm giọng, những lời này thực ra đã thể hiện rằng ông ta chuẩn bị hợp tác với Chu Dương. Khi Trần Thiếu nghe xong trong lòng cũng hơi chấn động, hắn ta biết bố mình đã ra quyết định, hơn nữa không giống với dự đoán trước là Trần gia sẽ nắm quyền chủ động, ngược lại lần này quyền chủ động đã rơi vào tay Chu Dương. Rồi ông sẽ thấy Chu Dương nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị quay về. Bây giờ muốn đi sao, Chu Dương lẽ nào anh sợ rồi? Trần Thiếu nhìn thấy Chu Dương muốn đứng dậy rời đi, không kìm nổi liền hỏi. Hắn vẫn nghĩ rằng Chu Dương sợ, hơn nữa lúc nãy Trần Lễ yêu cầu Chu Dương thể hiện một chút năng lực, đây cũng xem là một yêu cầu hợp lý. Vậy mà Chu Dương lại không chấp thuận, bây giờ lại muốn rời đi, Trần Thiếu hắn đương nhiên nghĩ rằng Chu Dương đang sợ hãi. Sợ, trong từ điển của tôi chưa bao giờ có chữ sợ. Các người chẳng phải muốn xem tôi có đủ tư cách hợp tác không sao? Ngày mai là kết thúc kỳ hạn 3 ngày mà Giang gia nói, đến lúc đó các người sẽ thấy rõ. Chu Dương hạ giọng, sau đó cùng với mọi người lập tức rời khỏi Trần gia. Lúc đó trước sảnh chỉ còn lại hai bố con Trần Lễ, Trần Thiếu. Bố, lẽ nào bố thật sự cho rằng hắn có năng lực? Trần Thiếu nét mặt nghiêm túc nhìn Trần Lễ. Lúc trước khi ở khách sạn nhìn thấy Chu Dương ung dung đối mặt Giang gia, hắn ta nghĩ Chu Dương thực sự có năng lực. Nhưng hai ngày này muốn điều tra một chút tư liệu về Chu Dương, hắn lại không có cách nào tìm được. Không phải con từng nói với bố, hợp tác với hắn để có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Giang gia sao? Vậy sao giờ lại không có lòng tin như vậy? Trần Lễ nhìn con trai trả lời lại. Có điều, chúng ta không biết rõ nội tình bên trong, lại thêm hôm nay gây động tĩnh lớn như vậy, Giang gia nhất định sẽ biết,
ngộ nhỡ Giang gia có phòng bị, đến lúc đó chúng ta không thể thành công được. Trần Thiếu Trầm mặc lúc này trong lòng đã cảm thấy hơi thất vọng. Tình hình của Trần gia là một vấn đề lớn, vẫn luôn tồn tại từ những đời trước. Khi bố của hắn Trần Lễ Tiếp trở thành gia chủ, Trần gia sớm đã không thể chịu nổi gánh nặng, nhất định phải tách khỏi Giang gia. Nhưng nói thì dễ, thực tế muốn làm được lại vô cùng gian nan. Trần Lễ cố gắng hơn nửa đời người cũng không hề có kết quả, chỉ có thể âm thầm củng cố thế lực đợi khi có cơ hội sẽ thực hiện. Không phải Chu Dương nói đến từ Đông Hải sao, xem dáng vẻ tự tin như vậy, những chuyện làm ở Đông Hải chắc chắn không ít, mau đi điều tra xem. Trần Lễ nói xong, đợi khi Trần Thiếu đi khỏi, ông ta mới nhìn về phía trước ánh mắt đột nhiên trở lên xa xăm. Cơ hội gần như chỉ đến một lần. Chương 302. Mấy người Chu Dương sau khi về tới khách sạn thì mãi không thấy ra ngoài. Chỉ còn một ngày so với thời gian 3 ngày mà Giang gia đưa ra. Trong vòng mấy ngày này, cả thành phố đều đã biết chuyện Chu Dương đánh Giang Bắc tàn phế. Gần như những ai ở Trường Sa quan tâm đến chuyện này đều biết có người ra tay với Giang Bắc, hơn nữa còn không hề sợ Giang gia. Đối với 3 ngày mà Giang gia đề ra, cũng có không ít người biết, lúc này họ đang quan sát phản ứng giữa Giang gia và Chu Dương. Đêm khuya, Chu Dương, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và Ngưu Xuyên tập hợp lại trong phòng. Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân hơi hơi nhíu mày, rõ ràng có hơi lo lắng với việc đã hết thời gian 3 ngày. Nếu đây là thành phố Đông Hải thì bọn họ sẽ không cần phải thấp thỏm như thế. Thế nhưng, nơi này là Trường Sa, bọn họ chẳng quen được mấy người ở đây, cũng không thể nhờ cậy thế lực nào. Hơn nữa nơi này còn là vùng đất Giang gia nắm quyền chủ đạo. Lực lượng hai bên chênh lệch lớn thế nào, người sáng mắt đều thấy rõ. Chu Dương, chẳng lẽ anh không lo lắng chút nào sao? Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương, trong lòng cô vô cùng buồn bực. Tạ Linh Ngọc và cô cau mày thật chặt, nhưng sắc mặt Chu Dương ngược lại rất bình tĩnh, giống như không biết chút gì về chuyện sắp diễn ra. Kể cả khi cô vừa cất tiếng, Chu Dương vẫn không có phản ứng gì. Thái độ anh chọc giận Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân giơ tay ra véo mạnh vào eo anh, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Á, đau đau đau, bỏ ra, bỏ ra. Chu Dương không ngờ Thẩm Bích Quân sẽ thế này nên không hề phòng bị, nhất thời cảm thấy đau ở eo, hít thở thật sâu. Hứ, những gì tôi vừa nói anh có nghe thấy không? Thẩm Bích Quân không bỏ tay ra, chỉ nhẹ tay đi một chút, giận dữ nhìn Chu Dương. Nhưng nói cho cùng Thẩm Bích Quân cũng là phụ nữ, hơn nữa cũng không muốn nổi giận thật với Chu Dương. Vì vậy gương mặt phẫn nộ của cô trông đáng yêu lạ thường. Tạ Linh Ngọc chỉ lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, thậm chí, ánh mắt của cô nhìn về phía Chu Dương và Thẩm Bích Quân tràn đầy ngưỡng mộ. Thẩm Bích Quân với tư cách là cấp trên của Chu Dương nhưng có thể thoải mái đùa giỡn với anh như vậy. Còn cô thân là vợ Chu Dương nhưng lại có rất nhiều thứ không thể nói ra, thậm chí nhìn thấy Thẩm Bích Quân đùa giỡn với chồng mình, cô cũng chỉ có thể im lặng mà nhìn. Nghe thấy rồi, bà nội tôi ơi, cô cứ yên tâm đi. Tôi đã tính toán xong xuôi rồi. Chu Dương tự tin nói. Anh có nhưng tôi với Linh Ngọc thì không, không lẽ anh chẳng thể nói cho bọn tôi nghe sao? Thẩm Bích Quân không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng. Nhìn cô thế này chắc chắn là muốn Chu Dương phải nói kế hoạch ra mới chịu thôi, ít nhất cũng phải để cô an tâm mới được. Không cần hấp tấp, ngày mai mọi người sẽ rõ cả thôi, đến lúc đó, mọi người đừng ngạc nhiên quá là được. Chu Dương cười đáp, sau đó bèn đuổi hai cô ra khỏi phòng. Muốn họ nghỉ ngơi thật tốt đêm nay, đợi xem màn kịch hay vào ngày mai. Sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên. Xuyên tử, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa hết chưa? Chu Dương trầm giọng nói. Ban sáng sau khi quay về từ Trần gia, Chu Dương sai Ngưu Xuyên ra ngoài một chuyến, chuẩn bị vài thứ. Nếu như chuẩn bị đầy đủ hết rồi, vậy ngày mai anh sẽ tự tin hơn. Yên tâm đi anh Dương, mọi thứ được chuẩn bị ổn cả rồi, chỉ là... Người bạn học đó của anh thật sự có thể làm Giang gia chùn bước ư? Ngưu Xuyên hỏi anh, trong lòng cứ cảm thấy kỳ quái thế nào. Nói thật, lúc Chu Dương để cậu ấy đi gặp người một người thì cậu ấy đã hơi nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên. Bởi vì cậu ấy đã từng gặp người đó, lúc trước có quen biết khi còn ở Đông Hải. Chỉ là, mọi thứ đều do Chu Dương sắp xếp, Ngưu Xuyên chỉ nghe lời Chu Dương rồi làm theo, cũng không có lý do gì để nghĩ ngợi thêm. Dù sao nếu như không thành công thì đến lúc đó cậu ấy cũng có thể bảo vệ mấy người Chu Dương miễn cưỡng rời khỏi Trường Sa, sẽ không ai có thể ngăn chặn họ. Yên tâm đi, bây giờ, chỉ cần chờ đến ngày mai. Ngày hôm sau, Chu Dương dậy thật sớm. Đã qua 3 ngày Giang gia đề ra, theo ý của Giang gia thì hôm nay mấy người Chu Dương phải chủ động đến Giang gia nhận sai chịu phạt. Lúc này, ngay trước khách sạn Song Long, đã có không ít phóng viên đứng chờ sẵn.
Bọn họ đều nhận được tin tức hoặc có vài phỏng vấn đã được sắp xếp nên trực sẵn ở đây. Trước cửa khách sạn lúc này ít nhất cũng phải gần 50 phóng viên. Họ rải rác thuộc nhiều công ty truyền thông khác nhau, gần như là tất cả những công ty truyền thông của Trường Sa. Có thể nói hôm nay mọi chuyện diễn ra ở khách sạn Song Long, sẽ bị truyền ra ngoài một cách nhanh chóng, tiếp đó là đi khắp thành phố, để tất cả mọi người ở thành phố Trường Sa đều biết rõ. 9 giờ sáng, 8 chiếc xe hơi chậm chậm đỗ trước cửa khách sạn. Tình huống này phút chốc làm dấy lên sự xôn xao của các phóng viên. Tới rồi, thật là đáng chờ đợi, không biết Chu Dương kia cuối cùng có chịu chủ động đến Giang gia nhận sai chịu phạt không? Chuyện này cũng không phải theo ý họ mà được, mấy người xem Giang gia lần này cho biết bao người đến, đều là vì muốn phòng hờ việc bọn kia chó cùng dứt dậu trốn khỏi Trường Sa. Nhưng những người này cũng không vào trong được, phải biết rằng Chu Tổng ông chủ khách sạn Song Long này cũng không phải người bình thường. Giang gia e rằng cũng không dám gây sự ở đây. Quan tâm làm gì, dù gì bây giờ người của Giang gia cũng vây kín chỗ này rồi, đám người Chu Dương nếu không xuất hiện, chẳng lẽ ở trong đó mãi sao? Đến lúc đó, Giang gia e sẽ phải tạo áp lực lên Chu Tổng của khách sạn mất. Đúng vậy, Chu Tổng có quyền thế đến mức nào thì cũng làm sao đọ lại quyền thế của Giang gia. Các phóng viên thảo luận không ngớt, ai nấy đều hưng phấn không thôi, ghi hình đầy đủ mọi nhất cử nhất động của Giang gia. Các thể loại đèn flash không ngừng lóe lên, chốc lát, trước cửa khách sạn vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc, Chu Dương nhìn qua cửa sổ phòng khách sạn quan sát tình hình dưới cửa, khóe miệng hơi nhếch, trên mặt cũng không nét gì phiền lòng, gần như không hề lo lắng Giang gia sẽ làm ra chuyện gì. Chu Dương, phải xuống đó thật sao? Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Ngưu Xuyên đều ở sau lưng Chu Dương, nhìn tình hình bên dưới, Thẩm Bích Quân lo lắng hỏi. Không phải cô không có lòng tin với Chu Dương, chỉ là với tình cảnh bây giờ. Giang gia lần này e là đã đưa tới mấy chục người, chính vì tránh việc bọn họ lén trốn khỏi Trường Sa. Tuy rằng rất có lòng tin với Chu Dương và Ngưu Xuyên, nhưng cùng lúc phải đối mặt với mấy mươi người, Thẩm Bích Quân vẫn không thể yên tâm được. Càng huống hồ, không chắc Giang gia sẽ không ra tay với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, lúc này tuy chỉ nhằm vào Chu Dương. Yên tâm đi, chúng ta xuống thôi, cũng tới giờ rồi. Chu Dương nhìn giờ giấc, cười khẽ một cái, bình tĩnh nói. Sau đó liền quay mặt bước ra ngoài. Không lâu sau, mấy người Chu Dương đã đến trước cửa khách sạn. Cũng lúc này, các phóng viên túc trực ngoài cửa bỗng nháo nhào lên. Bọn họ không ngờ được rằng mấy người Chu Dương thật sự dám xuất hiện trước thế trận này của Giang gia. Chẳng lẽ đã từ bỏ rồi ư, chuẩn bị đến Giang gia nhận lỗi chịu phạt thật sao? Tôi cứ tưởng các người sẽ không đến chứ ngay lúc đó, một người bước xuống từ chiếc xe đầu tiên. Tất nhiên là Giang Hành Bình. Khi trước lúc ở khách sạn Song Hỷ Lai, Chu Dương từng gặp người này. Bây giờ gặp lại một lần nữa, cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Suy cho cùng anh cũng biết Giang Hành Bình chủ yếu phụ trách an ninh cho Giang gia, đồng thời cũng xử lý những ai đắc tội với Giang gia, nắm trong tay không ít quyền lực. Chương 303. Giang gia các người bày ra thế trận lớn như vậy, nếu tôi không xuất hiện thì chẳng phải sẽ khiến các người thất vọng sao? Chu Dương dửng dưng nói, ánh mắt liếc nhìn Giang Hành Bình. Như đang nhìn một người lạ. Ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh của anh khiến Giang Hành Bình cảm thấy không thoải mái. Vậy là bây giờ mày đã nghĩ xong rồi, muốn đi cùng Tạo đến Giang gia, chủ động nhận sai chịu phạt. Giang Hành Bình khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Mặc dù thái độ của ông ta với Chu Dương hết sức khó chịu, nhưng nhiệm vụ lần này của ông ta là dẫn mấy người Chu Dương tới Giang gia. Sau thất bại lần trước, lần này, ông ta chuẩn bị đầy đủ. Vừa dứt lời. Trước cửa khách sạn bỗng chốc rơi vào yên tĩnh trong thời gian ngắn. Người của Giang gia không nói gì, mấy người Chu Dương cũng im lặng. Còn đám phóng viên lúc này đang trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm vào cả hai bên, sợ sẽ bỏ qua những chi tiết thú vị. Âm thanh ấn máy chụp ảnh và quay phim vang lên liên tục. Mọi người nói xem, đám người Chu Dương có cùng Giang Hành Bình đi đến Giang gia không? Chỉ sợ không đi không được, bọn họ chỉ có 4 người, trong đó có 2 phụ nữ. Còn Giang gia lần này đem đến đây không ít người. Càng huống hồ, Giang gia đã nói, Chu Dương căn bản không thể rời khỏi Trường Sa. Nhưng bây giờ xem ra, mấy người Chu Dương thật sự giống như không hề căng thẳng, chẳng lẽ bọn họ còn có kế sách khác? Đám phóng viên xì xào bàn tán, nhưng không có bất kỳ kết quả nào. Đến Giang gia chủ động nhận sai chịu phạt sao? Chu Dương khẽ cười trách mép, nhẹ giọng nói. Tôi từng nói đi Giang gia lúc nào vậy, càng không nói đến việc nhận sai chịu phạt. Tôi có lỗi gì? Sao tôi phải chịu sự trừng phạt? Giọng điệu Chu Dương rất cứng rắn, lạnh lùng nói, ánh mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vào Giang.
Hành Bình, lần này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Giang Hành Bình nghiêm túc nhìn Chu Dương, thấy biểu cảm trên mặt anh rất điềm tĩnh, nên ông ta biết anh không phải đang nói đùa, mà căn bản không hề có ý định đến Giang gia. Đám phóng viên lại không nghĩ vậy, bọn họ phỏng đoán, rốt cuộc Chu Dương có sức mạnh từ đâu mà lại dám nói thế. Phải biết rằng, gia tộc mà Chu Dương đang đối mặt là Giang gia, gia tộc lớn mạnh một tay che trời ở Trường Sa này. Rất nhiều đại gia tộc đều không cách nào chống lại Giang gia, chẳng lẽ chỉ dựa vào bốn người Chu Dương, trong đó có hai người phụ nữ để ứng phó với Giang gia sao? Có trò hay để xem rồi. Đúng vậy, không ngờ rằng tên Chu Dương này lại không chịu khuất phục như vậy, đối mặt Giang Hành Bình cũng rất ngang tàn khí phách. Đúng vậy, lần trước ở khách sạn Song Hỷ Lai các anh không nhìn thấy đấy, tên Chu Dương này căn bản không xem Giang gia ra gì, huống hồ Giang Hành Bình. Chẳng lẽ anh ta còn có biện pháp gì khác? Mọi người có ai biết Chu Dương này có bối cảnh thế lực như nào không? Không có thể lực lớn đứng đằng sau thì sao anh ta lại dám cứng đầu chống đối Giang gia chứ? Đám phóng viên sốt sắng hết cả lên, bọn họ có cảm giác, lần này sẽ có một tin tức chấn động khiến toàn bộ Trường Sa phải khiếp sợ. Có người công khai chống đối với Giang gia. Chu Dương, mày suy nghĩ kỹ rồi chứ, muốn đổi đầu với Giang gia sao? Nghe thấy Chu Dương nói như vậy, Giang Hành Bình lạnh lùng đáp lại. Ánh mắt ông ta quét qua người mấy người Chu Dương một lượt, phát hiện thiếu đi một người. Nhưng ông ta đã sớm cho người giám sát chặt chẽ mấy người họ, vì thế ông ta cũng biết người mất tích đó có lẽ lúc này đang ở cùng mấy cô gái Rocket Girl. Đó là người không quan trọng người, Giang gia không quan tâm, Giang Hành Bình tự nhiên cũng không quan tâm. Giang Hành Bình vừa dứt lời, ngay lập tức có 20 người bước xuống từ trên mấy chiếc xe, nhìn thoảng qua ai nấy đều vô cùng cường tráng. Cơ bắp trên người khiến thân hình bọn chúng trở nên rất vạm vỡ. Bọn chúng vừa xuất hiện, không chỉ đám phóng viên mà ngay cả người đi đường, cũng ngay lập tức hét lên kinh ngạc. Suy cho cùng, những người cơ bắp cuồn cuộn này đồng loạt xuất hiện trước mắt là một chuyện cực kỳ chấn động. Bọn họ cũng biết, mấy người này e là đến để đối phó với Chu Dương và Ngưu Xuyên. Những người đã biết sự lợi hại của Ngưu Xuyên họ cũng đồng tình với cách làm này của Giang gia. Dẫu sao ngay cả Lưu Phong cũng đã bị đánh bại, Giang gia không dám xem thường. Nhưng có không ít người chưa biết nội tình, cảm thấy Giang gia chuyện bé xé ra to, chỉ đối phó với bốn người, hà cớ gì phải đưa tới nhiều người như vậy. Chu Dương, tạo cho mày thêm một cơ hội, cùng tao đến Giang gia, nói rõ ràng mọi chuyện, nhận sai chịu phạt, nếu không, đừng trách tao không khách khí. Giang Hành Bình lần này chuẩn bị đầy đủ, những người này đều được ông ta chọn lựa kỹ càng trong đám vệ sĩ của Giang gia. Mỗi người bọn chúng đều tập võ từ nhỏ, tên nào yếu nhất cũng có thể đánh 7-8 tên côn đồ. Ông ta đem đến nhiều người như vậy là muốn đối phó Ngưu Xuyên. Nhưng đây là nơi công cộng, một khi hai bên đánh nhau, cảnh tượng nhất định rất hỗn loạn. Đến lúc đó, bất kể ông ta có chế ngự được mấy người Chu Dương hay không, thì đều sẽ thu hút nhiều sự chú ý, đây không phải là điều tốt lành gì với ông ta và Giang gia. Cho nên, ông ta hy vọng khí thế mạnh mẽ này sẽ khiến Chu Dương biết khó mà lui. Ông cho rằng ông có khả năng đó sao? Hay là nói, ông cảm thấy những người này có thể hù dọa được tôi? Chu Dương cười khẩy nói, nếu mày đã không biết điều như vậy thì đứng trách tạo. Giang Hành Bình lạnh lùng vung tay lên, mấy chục người kia ngay lập tức bước tới gần Chu Dương. Xuyên tử, thể hiện tài năng đi, để cho bọn chúng biết sự lợi hại của cậu. Chu Dương hờ hững cười nói, sau đó Ngưu Xuyên nhanh chóng nhảy tới trước, trực tiếp xông vào đám người đó trước khi bọn chúng kịp phản ứng. Bụp, bộp, với thực lực của Ngưu Xuyên, đừng bảo là chỉ có hơn 20 người, cho dù có nhiều gấp đôi đi nữa, căn bản cũng không tạo ra sự uy hiếp gì. Một mình Ngưu Xuyên xông vào giữa đám người, khiến tay chân bọn chúng hơi luống cuống. Còn đám phóng viên lúc này sửng sốt đứng ngẩn trời ơi, đây là người sao? Ra, tôi biết mà, đám vệ sĩ của Giang gia căn bản không thể làm gì được Chu Dương. Người này sao lại lợi hại như vậy? Mau mau, ghi hình cảnh này lại. Đến lúc đó nhất định sẽ là một tin tức sốt dẻo. Đám phóng viên trở nên điên cuồng, chụp ảnh quay phim lia lịa ghi lại tất cả những hình ảnh xảy ra. Chỉ thấy lúc này Ngưu Xuyên xông vào giữa đám người, một nắm đấm là có thể đánh ngã một người. Cậu ấy biết, lần này không cần nương tay, phải thể hiện hết thực lực của bản thân, để bọn chúng sợ hãi không dám làm bậy. Giang Hành Bình nhìn thấy cảnh tượng này ngay lập tức sắc mặt trở nên u ám. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng, bản thân đã đem tới nhiều người như vậy, lại không bằng vệ sĩ lợi hại bên cạnh Chu Dương. Vậy thì hôm nay ông ta căn bản không thể dẫn Chu Dương về Giang gia. Dừng tay, ngay lúc này, tiếng quát lạnh lùng truyền tới, Ngưu Xuyên nghe thấy thanh âm này, cũng lập tức dừng tay, nhanh chóng lui ra khỏi đám người,
đứng chắp tay lại, căn bản không coi hai mươi mấy người này ra gì. Giang Hành Bình liếc nhìn người đang bước tới, đôi mắt khẽ nheo lại, trong lòng run sợ. Người của Trương gia, giọng nói này không quá lớn, nhưng vẫn đủ để người ngoài nghe được, nhất là đám phóng viên đứng cách đó không xa. Trương gia, tại sao người của Trương gia lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Chu Dương đã hợp tác với Trương gia sao? Người này tôi từng thấy, anh ta là Trương Kiệt, nghe nói nửa tháng trước anh ta đến Đông Hải tìm người giúp đỡ, xem ra Chu Dương này chính là người trợ giúp mà anh ta đưa về từ Đông Hải Giang gia dẫn đầu tứ đại gia tộc liên hiệp đối phó với Trương gia. Bây giờ tình hình Trương gia chắc cũng không tốt lắm, bọn họ nhất định phải tìm kiếm đồng minh. Như vậy xem ra, bối cảnh gia thế đằng sau tên Chu Dương này không hề đơn giản. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại, người được Trương gia mời tới làm đồng minh, nhất định phải có một thế lực không tầm thường. Trong chớp nhoáng, đông đảo phóng viên dồn ánh mắt nhìn vào Giang Hành Bình, muốn xem ông ta sẽ xử lý kết cục thảm hại hôm nay như thế nào. Chương 304. Người xuất hiện trước mắt mọi người lúc này là Trương Kiệt. Chu Dương đã gọi điện trước cho Trương Kiệt, để cậu ấy đến Trường Sa một chuyến, phối hợp với anh làm vài chuyện. Vẻ mặt Giang Hành Bình u ám nhìn Trương Kiệt, tâm trạng phút chốc như rơi xuống đáy vực. Ông ta không ngờ rằng, đến lúc này người của Trương gia sẽ đột nhiên nhảy ra. Hơn nữa, người của Trương gia còn trực tiếp đứng về phía Chu Dương. Đây tuyệt đối không phải thứ Giang Hành Bình muốn nhìn thấy, cũng không phải điều Giang gia hy vọng được thấy. Có một sự thật rằng Giang gia và bốn gia tộc lớn khác tuy rằng bắt tay bao vây tấn công Trương gia, nhưng vẫn là im lặng tiến hành, song phương không hề cấu xé lật mặt nhau một cách triệt để. Vậy nên không nhiều người biết được chuyện sau lưng, mà không cần biết là Giang gia và bốn gia tộc lớn khác hay là Trương gia, đều không bên nào chuẩn bị đầy đủ để đi đến bước cấu xé vạch mặt, đấu đá nhau một cách công khai. Vậy nên trong mắt không ít người, Trương gia là một gia tộc lớn có thể chống lại Giang gia. Hiện giờ, người của Trương gia xuất hiện tại Trường Sa, nhất định sẽ làm dấy lên vô số suy đoán. Bây giờ Giang gia hành sự càng lúc càng phô trương nhỉ, làm tôi mở rộng tầm mắt thật đấy. Trương Kiệt bước đến bên cạnh Chu Dương, nhìn Giang Hành Bình lạnh lùng cất giọng. Từ lúc nhận được điện thoại của Chu Dương, cậu ấy liền bí mật tới Trường Sa, đêm qua mới vừa tới nơi. Thậm chí, cậu ấy vẫn chưa kịp gặp Chu Dương bàn chuyện, đã trực tiếp nghe theo lời dặn của Chu Dương mà xuất hiện ngay lúc này. Sau khi đến Trường Sa, ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ mà cậu ấy đã nghe ngóng được chuyện giữa Chu Dương với Giang gia, lúc đó cả người cậu ấy sững sốt. Trương Kiệt biết Chu Dương có không ít năng lực, suy cho cùng những người đến từ Đông Hải, cậu ấy cũng biết thực lực đối phương không hề nhỏ. Thế nhưng, Trương Kiệt không ngờ rằng Chu Dương dám cả gan đánh Giang Bắc tàn phế, một cách công khai ngay tại địa bàn của Giang gia. Về phần Giang Bắc, Trương Kiệt cũng có biết, đường đường là đại thiếu gia của Giang gia, có địa vị vô cùng quan trọng ở Giang gia. Thậm chí, nếu phải so sánh thì địa vị của Giang Bắc ở Giang gia còn cao hơn địa vị Trương Kiệt ở Trương gia. Tuy nhiên nhìn thấy Chu Dương điềm tĩnh thế này thì Trương Kiệt cũng tin rằng anh đã có chuẩn bị, vậy nên cậu ấy cũng chả lo lắng mấy. Nếu không được nữa thì cậu ấy lấy danh nghĩa Trương gia đưa Chu Dương đi, cũng không thành vấn đề gì. Chẳng qua nếu thật như thế, tranh đấu giữa Trương gia và Giang gia e rằng sẽ phải công khai cho bản dân thiên hạ biết. Đó tuyệt đối không phải điều Giang gia muốn thấy. Dĩ nhiên cũng không phải Trương gia bằng lòng thấy. Sao nào, chẳng lẽ Trương gia cũng muốn quản chuyện của Giang gia tôi? Giang Hành Bình lạnh lùng nhìn Trương Kiệt, giọng điệu trách móc. Với sự xuất hiện của người nhà Trương gia, quả thật ông ta cũng vô cùng bất ngờ. Ông ta không ngờ Chu Dương sẽ có quan hệ với Trương gia, hơn nữa, với những điều tra trước kia về Chu Dương, cơ bản không tìm ra vết tích qua lại với Trương gia. Chỉ là, cho dù có như vậy đi chăng nữa Giang Hành Bình cũng sẽ không để yên cho người của Trương gia ra mặt đưa Chu Dương đi. Cũng không phải, chỉ là Chu Dương là bạn học cũ của tôi, lần này vốn là tôi mời Chu Dương đến Trương gia làm khách, nếu để yên cho Giang gia ông làm ra chuyện gì quá giới hạn, thì thể diện của Trương gia tôi còn gì nữa. Trương Kiệt sửng dưng cười, không chút kiêng dè, kiên trì đứng trước mặt Chu Dương. Nói như vậy là Trương gia muốn đối lập với Giang gia rồi à? Cậu có thể đại diện cả Trương gia ư? Giang Hành Bình nhìn Trương Kiệt với ánh mắt lạ thường, sau đó nhìn sang Chu Dương, trong lòng hơi mơ hồ. Bây giờ ông ta không hiểu rõ quan hệ giữa Trương Kiệt với Chu Dương rốt cuộc là của cá nhân cậu ấy hay đại diện cho cả Trương gia. Nếu như là của cá nhân Trương Kiệt thì Giang Hành Bình sẽ không sợ sệt gì. Suy cho cùng, nắm thóp đám người Chu Dương là ý của Giang gia. Trước mọi ý muốn của Giang gia, cá nhân Trương Kiệt cơ bản không là gì. Nhưng nếu đây là ý của Trương gia, vậy thì Giang Hành Bình phải tính toán cho kỹ lưỡng.
Một khi Giang Hành Bình hành sự thô lỗ thì trước hết sẽ dẫn tới quyết đấu của Giang gia và Trương gia, sẽ làm đảo lộn một vài bố trí của Giang gia, thậm chí là đảo lộn bố trí trong mối liên hệ của tứ đại gia tộc. Tất nhiên, lần này tôi tới, trừ việc tiếp đón bạn học của tôi ra còn đại diện cho ông nội tôi, gửi một bức thư cho lão gia Giang gia. Trương Kiệt tự tin nói, sau đó lấy ra một bức thư, trực tiếp vươn tay ra muốn đưa sang cho Giang Hành Bình. Lúc này, không chỉ Giang Hành Bình, đến Chu Dương cũng thấy rất lạ kỳ. Đám phóng viên càng như sói dữ ngửi được mùi thịt thơm của con thú đã bị săn, tất cả sự chú ý đều tập trung lên bức thư. Đùa à, đây là bức thư mà Trương gia gửi cho Giang gia. Trong thư rốt cuộc có gì, ai cũng muốn biết. Sắc mặt Giang Hành Bình cuối cùng cũng ảm đạm đi, ông ta vừa trưng vẻ mặt khó coi vừa nhận thư, không mở ra xem ngay lập tức. Suy cho cùng, đây là thư của gia chủ Trương gia gửi cho gia chủ Giang gia, Giang Hành Bình không có tư cách mở ra. Bây giờ, tôi đã có thể đưa bạn tôi rời đi rồi chứ? Trương Kiệt nhìn Giang Hành Bình nhận lấy bức thư rồi cười nói. Bức thư này, tự khắc tôi sẽ đưa đến cho gia chủ, nhưng cậu cho rằng bao nhiêu đây là đủ để đưa mấy người này đi à? Bọn chúng dám đánh tàn phế Giang gia đại thiếu chúng tôi, đây là đang khiêu khích với Giang gia. Giang Hành Bình ngữ khí nghiêm nghị, không có ý định để yên như vậy. Tuy rằng ý của Trương Kiệt đã rất rõ ràng, hơn nữa còn đưa lá thư của gia chủ Trương gia đến, nhưng chuyện Chu Dương phế đi Giang Bắc vẫn là chuyện lớn mà trên dưới Giang gia đang quan tâm. Các người gây rối đủ chưa vậy? Ngay lúc này, một giọng nói oai phong phát ra từ trong khách sạn Song Long. Mọi người nhất thời đều sững lại, có không ít người cảm thấy giọng nói này sao mà quen thuộc, nhưng cũng có không ít người chưa bao giờ nghe thấy. Sắc mặt Giang Hành Bình còn khó coi hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của khách sạn. Cộp, 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 một loạt tiếng bước chân chậm chậm truyền đến, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong khách sạn. Nhìn rõ người đang tới, Giang Hành Bình hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên do dự chần chừ. Còn đám phóng viên lại một lần nữa bùng nổ, bọn họ đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bộc phát trong ngày rồi. Gần như lần nào lúc bọn họ đang chấn động đều sẽ tiếp tục xảy ra chuyện mà họ không ngờ tới. Cho dù là thái độ của Giang gia lúc này, hay thái độ cứng rắn của Chu Dương, hoặc là người của Trương gia đột nhiên xuất hiện. Dường như, đều không chấn động như lúc này. Bởi vì người đàn ông bước ra từ khách sạn, hiển nhiên là ông chủ của khách sạn Song Long Chu Thiểu Hoa. Không ngờ là Chu Thiểu Hoa. Trời ơi, ông ấy thế mà lại xuất hiện rồi kìa, ngoài kia có biết bao người muốn gặp Chu Thiểu Hoa mà không có cách nào gặp được. Đều nói rằng Chu Thiểu Hoa rất kín tiếng, nhưng cả trường xa không ai dám xem thường ông ấy, cho dù là Giang gia, nghe nói cũng vô cùng kiêng dè với ông ấy. Đó là tất nhiên, trước kia có một người họ hàng Giang gia đến gây chuyện ở Song Long, Chu Thiểu Hoa lập tức ra lệnh, phế bỏ đi người gây sự đó, sau chuyện đó Giang gia cũng không truy cứu. Chu Thiểu Hoa chậm chậm bước tới, ánh mắt bình tĩnh, song lại có một chút uy nghiêm. Ông nhìn Giang Hành Bình, thần thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng mở lời. Giang gia cho rằng đây là nơi nào vậy? Chương 305. Chu Thiểu Hoa vừa dứt lời, bầu không khí yên lặng không một tiếng động. Không có ai hoài nghi về sự uy phong và năng lực của Chu Thiểu Hoa. Dù gì, phế bỏ người của Giang gia, khiến Giang gia không dám truy cứu, cả trường xa này cũng không quá một người. Trương Kiệt nhìn Chu Thiểu Hoa, ánh mắt rất hiếu kỳ. Cậu ấy mới chỉ nghe qua danh tiếng của Chu Thiểu Hoa, hôm nay mới được gặp, khó tránh khỏi sự hiếu kỳ. Chu Dương không có cảm giác gì, anh sớm đã biết Chu Thiểu Hoa sẽ xuất hiện vào lúc này, đây cũng là điều anh đã sắp xếp từ trước. Huống hồ, thật thật giả giả, hư hư thực thực, Giang gia cũng không phân biệt ra rõ ràng. Chu Thiểu Hoa nhìn chằm chằm khiến Giang Hành Bình chỉ cảm thấy áp lực tăng đột ngột, giống như vô hình một tảng đá ngàn cân đè nặng lên vai, thậm chí không động đậy được. Chu Tổng, đây là việc của Giang gia chúng tôi, ông không cần tham gia vào, một khi giải quyết xong chúng tôi sẽ đi ngay. Tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến ông Giang Hành Bình mở lời, lúc này vẫn không dám mạo phạm đến Chu Thiểu Hoa, lỡ như đối phương ra tay hại mình, Giang gia sẽ không vì ông ta mà ra mặt nói lý lẽ, ông ta lúc này thật sự rất bực bội. Các người đã gây ảnh hưởng lớn ở đây, tôi hỏi lại lần nữa, các người có chịu rời đi hay không? Chu Thiểu Hoa lạnh lùng nói, vốn không hề để tâm mấy lời của Giang Hành Bình. Điều đó Giang Hành Bình và những người khác vô cùng áp lực. Chu Thiểu Hoa chỉ nói một câu nhẹ như gió bay, cho họ hai sự lựa chọn. Một là lập tức rời khỏi, cái còn lại là ông ấy ra tay phế luôn Giang Hành Bình. Đối diện với lựa chọn này, Giang Hành Bình không còn cách nào phản kháng. Ha ha, người của Giang gia thật là không biết sợ, cả trường sa này là của Giang gia hết sao?
Chu Dương mỉa mai chế giễu. Có Chu Thiều Hoa ở bên cạnh yểm trợ, Chu Dương càng có nhiều cơ hội làm xấu thanh danh Giang gia. Hiện trường lúc đó có rất nhiều phóng viên, mỗi một việc xảy ra, mỗi một câu nói đều được vô số các phóng viên ghi lại, sau đó sẽ chọn lựa đăng trên các trang báo hoặc các phương tiện truyền thông. Không chỉ người dân Trường Sa, thậm chí nhận dân cả nước cũng sẽ biết Trường Sa có một gia đình Giang gia hung hăng kiêu ngạo như vậy. Đến khi đó, những áp lực mà Giang gia phải đối diện không biết sẽ nhiều đến mức nào. Giang gia ở Trường Sa đã hung hăng quen rồi, e rằng thật sự có suy nghĩ này, chỉ là không biết người dân Trường Sa nghĩ thế nào về Giang gia. Trương Kiệt ở bên cạnh cũng giúp sức chèn ép, đắc ý nhìn Giang Hành Bình. Lúc này Giang Hành Bình không dám làm gì, thậm chí, hai mươi mấy người ông ta đưa đến căn bản cũng không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên. Trước mắt, trong tình huống Trương Kiệt và Chu Thiều Hoa đều ra mặt, Giang Hành Bình nhất định sẽ thất bại thảm hại ra về. Chu Tổng, Giang gia chúng tôi không cố ý xung đột với ông, vô tình khiến quan hệ hai bên xấu đi, lẽ nào lần này ông nhất định muốn giúp đỡ mấy người Chu Dương? Giang Hành Bình vẫn còn chưa cam tâm, nghiến răng hỏi. Đây là câu hỏi cuối cùng của ông ta. Nếu như Chu Thiều Hoa không có ý đối đầu với Giang Hành Bình, vậy thì sau khi Giang Hành Bình nói ra những lời này, tự khắc sẽ biết nên làm gì. Ngược lại, nếu Chu Thiều Hoa không có động thái gì, vậy là rõ ràng có ý so thực lực với Giang gia. Nói xong, Giang Hành Bình chăm chú nhìn Chu Thiều Hoa, vô cùng căng thẳng. Dù sao lần này ông ta là người cầm đầu, nếu như không thể đưa mấy người Chu Dương đến Giang gia, ngược lại dẫn đến thủ án với Chu Thiều Hoa, vậy thì nhất định sẽ được một mất mười. Lúc quay lại Giang gia cũng sẽ không cho ông ta một kết cục tốt. Nhưng Chu Thiều Hoa không phản ứng gì nhiều, chỉ nghiêng đầu khẽ nói một tiếng. Lúc này, Giang Hành Bình u ám hẳn, ông ta biết với thái độ này của Chu Thiều Hoa, ông ta không thể nào đưa Chu Dương đi được. Giang Hành Bình, nếu tôi là ông, thì sẽ biết thời thế mà đi về, hỏi gia chủ Giang gia. Làm thế nào để chuẩn bị ứng phó đồng thời cả Trương gia với Chu gia? Chu Dương vừa nói vừa cười khẩy. Lúc này Giang Hành Bình và đám phóng viên mới biết Chu Thiều Hoa lần này ra mặt là vì Chu Dương. Mọi người hết sức kinh ngạc. Thái độ của Chu Thiều Hoa có hàm ý rõ ràng. Bên cạnh Chu Dương có sự giúp đỡ của Chu Thiều Hoa và Trương gia, đã đủ để chống đối với Giang gia. Đám phóng viên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bọn họ cảm thấy bản thân đã phát hiện được một tin tức mới. Một người ít xuất hiện như Chu Thiều Hoa, lần này lại đứng bên cạnh Chu Dương đối lập với Giang gia, đây là một điều mà họ chưa từng nghĩ đến. Phóng viên thấy phản ứng của Giang Hành Bình, lập tức hiểu rõ, tình huống này Giang gia cũng chưa nghĩ đến. Không ngờ lại có chuyện thế này, hiện giờ không biết Giang gia sẽ làm thế nào. Điều này không dễ dàng gì, Chu Dương còn có Trương gia, lại còn Chu Thiều Hoa ủng hộ, Giang gia căn bản không là gì. Nhưng thế lực của Trương gia là ở Tương Tây. Căn bản không có nền móng gì ở Trường Sa, còn Chu Thiều Hoa dường như chỉ có khách sạn này, bọn họ dựa vào cái gì mà đối đầu với Giang gia. Mấy người nói xem, sao nét mặt Giang Hành Bình lại khó coi như vậy, rõ ràng bây giờ Giang gia đã không thể xử lý Chu Dương. Các phóng viên nhao nhao bàn tán, ồn ào một lúc. Nhưng tất cả họ đều biết, Giang gia không thể đưa được mấy người Chu Dương rời khỏi đây. Trường gia, Chu Tổng, hôm nay nể mặt hai người, nhưng chuyện hôm nay Giang gia sẽ ghi nhớ. Trừ khi Chu Dương lập tức rời khỏi tỉnh Tương Tây, nếu không e là các người cũng không bảo vệ nổi anh ta. Giang Hành Bình nhìn chằm chằm vào Trương Kiệt và Chu Thiều Hoa, sau đó quay người lên xe, ra lệnh. Gì, dứt lời, hai mươi mấy người kia cũng lần lượt lên xe, một lúc sau tám chiếc xe hơi nối nhau rời khỏi quán rượu, đi về hướng Giang gia. Phóng viên thi nhau chụp lại cảnh đoàn xe, trong lòng họ dường như đã nghĩ xong tiêu đề cho bài báo mới. Kinh hoàng! Trương Kiệt và Chu Thiều Hoa liên thủ bảo vệ Chu Dương, đoàn Giang gia thất thế rời di. Đoàn người Giang Hành Bình khuất tầm mắt, Chu Thiều Hoa quay sang Chu Dương và Trương Kiệt, trong ánh mắt có sự hiếu kỳ. Đối với sự xuất hiện của Trương Kiệt, Chu Thiều Hoa không hề biết. Ông cũng không biết Trương Kiệt xuất hiện đại diện cho Trương gia. Điều này khiến ông có chút tò mò, hiếu kỳ sao Chu Dương lại có quan hệ với Trương gia. Đến khi Trương Kiệt nói về quan hệ bạn học, Chu Thiều Hoa không phủ nhận nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Trương Kiệt và Chu Dương là bạn học, điều này cũng có khả năng. Nhưng nếu chỉ là bạn học mà Trương gia lại ra mặt bảo vệ Chu Dương vậy thì không thể nào. Giang gia lúc này đương nhiên sẽ không dám manh động, nhưng cháu vẫn nên cẩn thận, sau khi rời khỏi Trường Sa, nếu xảy ra chuyện gì thì hãy lập tức thông báo cho chủ. Chu Thiều Hoa nói với Chu Dương, tuy không rõ về những dự định mà Chu Dương sẽ làm. Nhưng vì suy nghĩ cho sự an toàn của Chu Dương, ông ấy vẫn cẩn thận dặn dò. Yên tâm đi chú Chu.
cháu sớm đã có sự chuẩn bị rồi, lần này nếu không phải muốn thử thái độ của Giang gia thì cháu đã sớm rời khỏi Trường Sa, bọn họ không thể nào ngăn cản được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.